chào cả nhà. Để bấm sao trời. Chào cả nhà nha. Cả nhà cơm nước xong chưa? Cái máy này nó ngã hoài. Chưa lành cầm. Máy ngã hoài trời ơi. Nói em vô cả nhà ơi. Gì đây? Rồi em lên nha, em lên nha. Em lên giặt cái áo trước rồi qua quần nha quý vị. Không có quần đùi tình yêu ơi. Giờ nói chung là khó vô cùng luôn. Rồi em lên con Adidas. Adidas size S. Adidas size S nha. Coi chừng nó ngã cái máy nó nhẹ nhàng lắm con. Size S ngực 81 đổ lại. Rồi em này 45k. Mã H30. Lên dài con áo rồi qua quần nha quý vị. À, kiểu này nè giống như cái Under Armour, chất dày hai lớp, không có chỗ nhét mút, rất là đẹp nha. Size M nhỏ ngực 83 đổ lại, 35k, mã CO2. Wow, phủ bụng là áo ba lỗ bình thường hay là gì? Size M ngực 85 đổ lại, 35k, mã 75. Một em yếm rất là đẹp của Diri 90, có chỗ nhét mốt nha. Size SM nhỏ ngực 83 đổ lại. Ngực 83 đổ lại nè. Cu 2. Cu là dính thị meo là. Ngực 83 đổ lại, yếm rất là đẹp, có chỗ nhét mốt nha quý vị. Chắc là cái này cũng Diri 90 nè. Của gì đó, Yoga gì đó cái hiệu này nè. 55k, mã 38. Này lính nó đi học chưa về. Có lên quần nha. Đợi xíu mình lên vài cái áo cho nó đông đông vui nhộn xíu rồi lên quần. Tiếp nha. Trời ơi. Tại vì chưa có nhỏ con nên từ từ chậm chậm câu giờ quý vị xíu thông cảm. Size M nhỏ ngực 85 đổ lại. Đúng rồi. Hiệu Dunkin. Có chỗ nhét mút nha, 35k. Mã 07. Một em Nike. Nike size M ngực 86 đổ lại. Cái này Nike này bể tem tí xíu ở đây nha quý vị. Rất là đẹp nha, 45k. Ngực 85 đổ lại nha, không có chỗ nhét mút. 45k, mã 52. Rồi Under Armour size ML ngực 91 đổ lại. Em này không có mút, mặc hai kiểu luôn nha. Mặc kiểu kia màu xanh, mặc kiểu này màu đỏ. Kiểu nào cũng có cái tem hết nha quý vị. Đẹp độc lạ nè. ML nha. Rồi em này 55k. Lên mã X2. 07 Nguyễn Phương Hà. 35. Phương Hà cái này size M nha em. Dán chả biết dán ở đâu. Thôi câu giờ xíu nha quý vị ơi. Lính chưa về.
Lính đang học bài. Vậy con đâu phải là lính. Tiếp 2, si tuyển hàng. Chàng trai trẻ. Chậm chậm xíu nha. Không có lính. 55. Mẹ đừng đếm bao nhiêu phút nha, mẹ phải từ từ kìa. Lính nó đang nó mắc học bài rồi. Đợi tí xíu nha bạn ơi. Rồi lên tiếp. Một em nai size ML nghịch ngực 91. Ngực 91 92 đổ lại nó là mút mỏng mỏng liền liền nè. Là mỏng mỏng giống như mút liền nha. Cái này không mới lắm, sale 35k luôn. Trời ơi thấy không? Vũ trụ kêu đừng có đeo bông. Đeo toàn mất một chiếc không à. 35k size ML mã 07. Rồi em này size L ngực 90 96 mút liền. Rất là sexy. Không có áo tay dài tình yêu ơi. Sexy luôn nha, 35k luôn mã N7. 07 si tuyển hàng. Rồi em lên quận nha tình yêu ơi. Sợ làm không có kịp, không có đứa nhỏ nè. Rồi. Em lên một con size S. Size này size S nhỏ nha, giẫm gót. Lưới nè. Khối lưới nha. Chất dày nè, giẫm gót. N7 tâm lại, N7 lại nè. Ok. Dài giẫm gót, khối lưới. Rất là mới nha. Tâm lại để đây. Size S này em 61, 62 đổ lại thôi nha các tình yêu. Em 62, 63 thôi. Lưng cạp cao nè. Khối lưới nha, 120k. 120k. Lên mã C10. Rồi tiếp em lên con này của Diri 90 size M. Eo này tầm 74 đổ lại nha. Eo 74 đổ lại, Diri 90 là nó chính tất. Rất đẹp cực kỳ nha quý vị. Rồi 90k. Mã 72. C10 si tuyển hàng. Chuyến này tôi đem cái thúng qua tôi ship cho bà nha, si tuyển hàng. Một em CK. CK này nó để size XL. Mà nó cỡ XL. Nó cỡ XL luôn nha. Tưởng nó nhỏ hơn. Rồi cái em này nếu ai ấy thì em có thước dây em đo eo luôn nha quý vị ơi. Em này chắc tầm 80 đổ lại nha. Nên là mình đo cho nó. Rồi 80 cái này cạp này là tầm ngang rốn tí xíu. Ngang rốn tí xíu. Eo nhỏ nhất tầm 81 đổ lại. Eo 77 đến 81 mặt đẹp nha. CK nè. Xịn sò luôn. Cái này nó có cái kiểu này nè. Đó. Đẹp lắm nha. 90k thôi, 90k lên mã A19. Tiếp một em hiệu gì nè. Size M. Size M này M lớn, eo 75 đổ lại, cạp cao. Nó có giống như là khối rằng nha. Đó. Cạp cao, quần dài. Eo 75 đổ lại, em này 100k. Lên mã 27. Tiếp một em này cũng là size L, eo 77 đổ lại. Đó, cạp rất là đẹp nha, cái hiệu bông hoa nè. Rồi cái này 70k lên mã B6. B6 chấm chấm giùm em với nha các tình yêu ơi. Một con HM size S. HM size F này eo tầm 69 đổ lại. 3D 69 đổ lại nha. 100k lên mã C10. Tiếp một em size S. Eo 67 đổ lại, eo 66 đổ lại. Size S nha. Nó khối nó loang loang rất là đẹp.
em 67 đổ lại 100k lên mã 81 C10 si tuyển hàng 100k. Viết bài lẹ đi con. Tám mốt si tuyển hàng. Trăm ca. Lên vài cái quần nữa em qua áo. Còn nhiều siêu phẩm nha mấy chế ơi. Một em này hiệu ác tiêu gì nè, hình cái người tập yoga. Size này tầm size L lớn, eo 79. Em này 80 đổ lại. Eo 80 đổ lại nha, 3D luôn. Rồi em này 90k, em này 80 82 cũng được nha, 90k mã 55. Giá sĩ chốt gì? Chốt hả mà không có nha. Bệnh hoài không chịu lấy, tán cái chết luôn. Một em CXL nữa nè. Quần dài eo 82 đổ lại nha. Cạp cao. Rồi em này 80k thôi. Size to sale mã 100. Đây tiếp một em đi ri 90 mới chát size L. Này rất là mới nha. Size L eo này 76 đổ lại, cạp cao. Cái này mới tin nha quý vị ơi, mới cực kỳ luôn. Rồi em này 110k mã T02. T02 một em phối lưới nữa nè, size M eo 73 đổ lại, phối lưới hai bên đây, lưới nè, quần dài nha. Size M eo 73 đổ lại. Chất đẹp cực kỳ nha quý vị ơi. Rồi em này 110 luôn, 110 lên mã BD. Border. Em tiếp em này size L nữa nè. Eo 78 đổ lại. 3D luôn nữa nè. Đẹp kinh khủng không? Hiệu nó bóng bóng nè. 110k. Lên mã A21. Không ai có size to đây chân ta. Còn mấy chị xinh xinh bé bé hoa hậu người mẫu được không ha. Size S eo 66 đổ lại. Đây phối rằng rằng nè. Rồi em này 70k lên mã 62. 21 si tuyển hàng 21 lại nè. Rồi ok cái này bữa bán 120 nè. Tụt xuống 101. Một em Victor. Victor này nó để size L. Size L này eo tầm 81 đổ lại nha. Em này thì nó mới trên 95% luôn. Eo bao nhiêu chị? Cái nào em? Cái 3D ấy không? Eo đó tầm 80 á. Eo 80 81 á. Đây cái eo này để đo cái. Cái này cạp ngang rốn nha. Victor xịn. Cạp ngang rốn. Nếu mà ngay cái eo bé nhất là tầm 81 đổ lại nha. Đây hiệu nè, mới 90 mấy% luôn. Em này 150k lên mã 28. Thôi ok cái này bự quá ha. Rồi tiếp em này size M, cái hiệu này nè, Diri 90 eo 75 đổ lại, eo 75 đổ lại nha, 70k lên mã 18. Rồi em tiếp em này cạp cao hiệu chữ Z. Cái này cũng tầm size M, eo 74 đổ lại, quần dài chất dày đẹp lắm nha các tình yêu ơi. 100k hôm nay không like hả chị? Vậy sao nó mua về bán? 100k lên mã A0.
Em like thêm hai cái nữa em qua áo rồi chút xíu em trở lại nha. Cái tình yêu ơi, quần không có hấp dẫn gì trơn. Size XS của Gap. Eo này tầm 66 đổ lại nha. Cái cạp này ngang rốn của Gap luôn nè. Dưới đây còn cái ấy. Rồi cái này 85k. Đáng lẽ 90 mà rẻ xuống 5k. 85k mã 18. Thêm cái nữa là em qua tới áo nha. Lát trở lại quần nha. Không có mấy chị lớn lớn. Một em size M, eo 75 đổ lại, M lớn. Chất dày, hai bên có túi nè. Có lưới, pha lưới phía dưới nè. 60k. Quá khô mà còn gì nữa. 60k mã A21. Có áo sexy không chị? Có. Rồi giờ qua áo một xíu nha các tình yêu ơi. Hôm nay chậm chậm em chiến tới khuya. Tại vì không có đứa gái nữa. Nó đi học chưa về. Khổ không? Hai mẹ con đi học đi làm. Đó hai chị em sống bên nhau. Vừa live stream vừa làm đủ trò múa hát để cho các bạn vô mua hàng. Mà các bạn vô chốt xong các bạn im không inbox là tôi buồn lắm nha. Ngồi lên nữa nè. Không inbox tôi xả ghét là tôi mệt lắm. Rồi không sexy từ từ lên. Cái này size L nè. Size L ngực 95 đổ lại. Kiểu này giống như kêu chồng. Chồng không có ở đây. Rồi 15k thôi, size L luôn nè. Ngực 95 đổ lại sexy không chỗ nhét mốt mã N1. Rồi lên em Victoria Secret gì nè. Nó tem còn luôn này tầm nó để nhiêu. Để size 34B nha. 34B tầm size M nhỏ. Không size M luôn. 34B tầm size M nha các tình yêu. Của Victor nè. Hiệu nè. Còn tem ở trong nha. Rồi em này 80k. 80k lên mã 42. N1 nụ nụ. Nãy nói nhiêu em? 25 đúng không? Thôi 20 đi, chuyển quên. Giá nhiêu quên mất. Nụ nụ nè. Si tuyển hàng 42. Ok. Ế quá bà của mình bà chốt vậy. Bên đây im ru vậy. 80. Rồi em này size M hiệu này nè. Giống như của Reebok. Ủa quên, size LXL nha. Ngực tầm 89. Size L lớn ngực 89-96. 89-96 đẹp cực kỳ nha. 40k thôi hiệu này nè. Này tầm size L lớn nha. Lên mã A21. Tình yêu. Hai tình yêu của tôi. Rồi, một em size S. Cái này là cái kiểu như là áo kiểu chứ không có nhét mút không gì hết nha. Nó giống như là len vậy á. Size SM đều vừa. SM đều vừa. Kiểu mặc đi chơi tâm lại 21. 40k. SM đều vừa nha, như kiểu đi chơi vậy đó. 40 luôn nha các tình yêu ơi. Quên. Mã 18. Mã 18 nha. Một em size S sexy nè, nhưng mà cái này ngực tầm 80 thôi nha. Ngực 80 đổ lại nè. Sexy. Đó, cái này nếu mà lật ngược lại thì nó cũng có tem luôn nha, mặc hai kiểu được luôn. 18 bắp ngọt. 40. Đợi em xíu. Hơi bị lâu xíu nha quý vị.
buồn là em chiến tới khuya luôn. Cái này mặc hai lớp được nha, cái tình yêu không có chỗ nhét mốt nha. Ngực 80 đổ lại thôi, 40k luôn. 40k lên mã A0. Rồi một con size M, chuẩn size M, ngực 86 đổ lại của New Balance nè. 21 là cái nào? A0. 21 hết rồi hay gì rồi? 21 hết rồi. 18 hết rồi tình yêu ơi. Nè A, cái gì quên. New Balance size M ngực 86 đổ lại nè. 45k. 45k lên mã 81. Trời ơi tôi cứ 18-81. Trợ lý giám đốc đi học chưa có về. Một em size M lớn L nhỏ ngực 94 đổ lại, ngực 89-94. 88-94 nha, 35k. Mã 72. 81 si tuyển hàng 45. 4 cộng 4 bằng 5. 5 với 5 là 10. Có ít L. Cái này nhiêu? 45. 81. 35. Ủa nào 81 nào vậy? À qua rồi. 81 em hết nha, tới X2 nha. Rồi một em tập này đẹp luôn nè. Size M ngực 85 đổ lại, cái này nó có tăng đưa nha. Ngực 85 đổ lại nè, 50k thôi. 50k lên mã N7. 72 na gớm thơm. 35. N7 na gớm thơm. 70. Ở quên 50. Xin lỗi, tụt quần xin lỗi. Rồi em tiếp nha, em tiếp nha. N7 hết rồi nụ nụ ơi. Cái này một em đen chuẩn tập, cái này không có chỗ nhét mút. Size M ngực 83 đổ lại. Size M ngực 83 đổ lại em này 30k. 30k lên mã N1. Một em này size M ngực 87 đổ lại. 35k. 35k lên mã 18. Trời ơi nãy giờ làm 18-81 hoài ta. Một em M lớn ngực 89 đổ lại, ngực 89 đổ lại, 85-89 nha. 35k. Mã 42. Hiệu Champion size M ngực 86 đổ lại mút liền. 86 đổ lại nha. 35k luôn. Mã N7. 18 gớm. 35. Mỹ. Biết 81 hả? Cái này gì? 42 Mỹ. 35. Rồi 42 em hết nha tình yêu ơi. Nhớ ai có đơn inbox giùm cho em nha. Mà đây toàn khách quen không. Này là có đơn sẵn hết rồi. Một em size size M L ngực 88-95. Ngực 88-95 sexy luôn nè. 40k. 40k lên mã 42. Okay. Lên mã X2 đi. 42 hoài. Một em size M lớn nữa nè. M lớn ngực 89 đổ lại. Chị lấy của con đã về. Chị con đã về. Ngực 89 đổ lại 40k mã 18. Một em size M ngực 86 đổ lại. 35k. Cái này không có chỗ nhét mút nha. Mã 11. Em thêm mấy cái nữa em qua cái kia nha quý vị. Áo ống đẹp này còn tem luôn nè quý vị, size L 10k. Áo ống 10k.
42-18 của si tuyển hàng 42 nụ nụ 42 là em nào? X2 phải không em? Nụ nụ ơi, X2 phải không em? Chị không thấy đường. Ừ đúng rồi, nụ không thấy đường. Khổ ghê. Này chủ gì đây? Rồi áo ống này. Không biết. Áo ống nè, trời ơi toàn 18-81 hoài vậy ta. Chơi số đảo gì, số đề không à, mã 55 nè, khỏi đảo luôn. 10k. Áo tập trơn là sao bạn? Áo tập nè. Một em size M lớn, ngực 90 đổ lại. Cái này không có chỗ nhét mút nha. Của Âu Na Vì 40 lên mã 27. Tại vì mắt chị mờ á, chị nhìn thấy cái gì. Em viết đúng mã mà chị nhìn tào lao. Một em ren size L, một em ren size L 25k lên mã 25. Em nói nhỏ khỏi chính, em ném khỏi chính vô tường. Rồi lên quần nha, mấy con nữa lên quần đi. Đây cái này size bự bự nè, tình yêu nào chốt size L nha. Ôi kiểu gì nè, mặc vô rối não luôn á. Size L nha các tình yêu ơi, có mút ngực luôn, ngoài sau có kéo khóa. Ngực 96 đổ lại nha. Mặc đi chơi đi tiệc gì cũng được luôn, mặc đi tập cũng được luôn nha. Rồi 50k lên mã 100. Một em champion size S M nhỏ ngực 82 đổ lại. Áo thun tập trơn không có. Reebok xám hả? Lên Reebok em xem đi chị. Reebok cái màu cam hả? S M nhỏ nha, trắng tươi. Cái này không có chỗ nhét mút nha, 50k luôn. Mã B6. 100 tâm lại 50. Rồi xong trả vị trí nào cho con? Thì mấy cái mày ghi thì trả đó đi. Thì con cũng phải thấy N7 chị ơi. Libella N7 là nào em? Cá 25k hả? Đó có đồ hấp đó nghe. N7 nào tình yêu? Libella cái nào N7 em? Cái trắng này là B6 nha. Còn cái ren này là 25. Còn cái này là mã 27. Rồi tiếp cái sexy nữa đi rồi lên quần. Sexy size S ngực 82 đổ lại nè. Mút liền nha. Ngoài sao lưới nè. Đẹp xuất sắc màu tím tím nha các tình yêu ơi. Rồi 45k mã 42. Màu trắng ok, màu trắng này là mã B6 nha. 50 nha em. B6 50 nè của Libella 50. Libella. Nói thiệt cho em viết xong là một mình em biết. Không phải cái đó hả? 25 là của ai? 25 là của nụ nụ nè. Cái nào tình yêu? Cam gì chị? Cái này 42 là 40k nè, còn cái này 27 là size M nha, size M lớn, ngực 89, 40k, còn cái này hả? 55 là 10k, không biết nữa. Rồi không có N7 nha tình yêu ơi, tiếp nha, cái bên dưới mới đúng. Rồi cái này 35, trời ơi, nó qua lâu rồi nên là không có biết. Rồi, đưa qua đây. Rồi tiếp nha. 35. Để mấy gỗ đó đi. Đưa giết chưa rồi. Đây cái này đúng không? 42 của ai? Của bắp ngọt nãy giờ hả? Để coi kéo lại. Bắp ngọt 42 40k. Rồi con vô. Mẹ hết thấy đường rồi, nói thiệt già lớn tuổi không có thấy. 42 size S nha các tình yêu.
cam, sao gì chị cam nào ta? Bắp ngọt. Chiều mai đi học về trên vỉa hè em thấy. Rồi còn con đẹp lắm, từ từ đi quý vị, lên hai con áo nữa đi. Size M ngực 86 đổ lại. Cái này của Âu nè, vì nó có đục lỗ cho nó mát nè, cho víu được thông hơi nè. Em ném vô từ. Không có chỗ nhét mốt nha. 35k. Víu thông hơi mà giá rẻ quá, lên mã 18. Nè một em size S nè, sexy, trời ơi quá đẹp luôn. Ngực 80 đổ lại thôi nha quý vị ơi. Cái này nó mặc lệch vai nha. Đây. Víu to quá nó tràn ra ngoài nha. Ngực 80 đổ lại, cái này không có chỗ nhét mút nha. Không chỗ nhét mút, 50k. 50k lên mã Y2, 18 Minh Minh. 18 Minh Minh 35 nè, mới nè. Ơi anh phải gắt cho con, phải gắt cho một tí nè. Anh phải gắt. Trả tất cả dụng cụ đồ nghề học sinh học. Minh rồi kêu viết giá. Minh Minh hả? À, Minh Minh, Minh Minh inbox giùm cho mình nha. Chị mới đi học về, chị chỉ là em thấy. Trời ơi, trời ơi. Em nói nhỏ. 35 nữa nè. Em nhắc chứng vô tường. Đúng rồi. Size M lớn ngực 89 đổ lại, nó có làm cái mút mỏng, cái cúp như mút mỏng nha. 35k luôn, lên mã 100. Nên em vẫn đi. Rồi một em Champion size S, dây dây rất là dễ thương nè, xinh xẻo luôn. 35k luôn, 35k lên mã 81. Áo thun tập trơn, không có áo thun tập trơn tình yêu ơi. Áo này nè, áo bra, áo gì nè, áo tập, áo sexy, áo dây, áo ba lỗ gì đó, không có áo dài tới phủ bụng nha. Còn mấy cái này là áo trơn nè, áo quay rồi nó cũng trơn nè. Rồi em tiếp nha, tới đâu rồi ta? Nè nè, để mất công hồi gỡ. Cái gì có kẹt hả? Để riêng cái cục đó đi. Rồi em lên quần nè quý vị ơi. Nó mấy con kia giấu hết trơn, 100 nụ nụ. Ba, 35k. Nè con, 35k nè, nụ nụ nè, dán vô ngán nè. Rồi một em quần quá đẹp luôn. Rồi cái kia. Ủa. Cái đưa thảy cái áo đâu, cái áo đó của ấy mà. Rồi để lộn. Của Tâm lại mà. Quần hỏa tiết size S eo 66 đổ lại nha các tình yêu ơi. Chất cô tông mịn màng rất là đẹp nha. Quần dài. Rồi em này 110k. 110k lên mã M0. Mới nhận cái quần màu cà mà không để mã 42 cho chị. Cái đó hả? Cái đó phải giống màu không chị? Mà cái đó size S nhỏ mà, ngực chị 83 không vừa. Này tới đâu rồi ta? 110 mã M0. Một em size L. M0 si tuyển hàng 110 nè. Thấy qua bển luôn đi. Tụi nó có một mình bà chốt hả? Bà cỡ khỏi sợ. Chậm. Một em size L eo 78 đổ lại. Quên 77 đổ lại nè, cạp cao. Âu Navi nha. Chất đẹp cực kỳ luôn quý vị ơi. Nè chất nó dày nè. 100k. 100k lên mã Y2. Một em size S nhỏ, hiệu trái tim gì nè, eo 65 đổ lại thôi. Eo 65 đổ lại nha. Chất dày bóng đẹp. Em này 100 luôn nha quý vị, mã 100 luôn. Đã biểu. Con vô ngoài kia chứ con vô liền. Thôi thôi size XS. Size XS eo này 64 đổ lại. Dạ 64. Ủa mẹ có cho đi đâu mà dạ. Eo 64 đổ lại nha, 70k. Lên mã N7. Gấp fit size lớn nữa nè quý vị, có ai xem XL không quý vị, hay là em qua XL nha, có XL nha quý vị ơi. Mặc
có mặt L nha quý vị ơi, đầy đủ mặt L, mặt M, mặt S, mặt S gì cũng có nha. Không ai xem biết là bỏ qua vô xe S, S, M nhỏ, eo 70 độ lại. Ê, ai cho đi đó, phối màu này bên hông nè, 70k lên mã CU2 vô nè, vô CU2 siêu phẩm mình Under Armour nè quý vị, size S eo này 70 đổ lại nha, size S M nhỏ eo 70 đổ lại. Để em coi coi bạn, thôi con không có làm được đâu, con đừng có đi ra ngoài giờ này tối lắm rồi. Rồi eo 72 đổ lại, cạp cao tới vú. Hiểu nè. Con phải để cho sát vô, con để kiểu đó sao mở ngoài ngoài sao phối nè. 120 ơi quên. Nhiều. Rồi 120k nha quý vị. Lỡ mồm lông móng đang lẻ 130. Lên mã 55. Lưng dài tới vú, vú dài tới lưng. Một em này size S. Eo 65 đổ lại, hôm nay dự gửi cho em rồi. 55 Thị Mèo La, 120 Thị Mèo La trước nha tình yêu. Con mà làm một hồi hư cái ổ khóa như bữa hổm luôn nhớ không. Đừng có đi ra ngoài nữa, Thị Mèo La nãy có cái rổ á. 120. Đừng đổ cái điện thoại của mẹ bây giờ nè. Rồi một em size S nè, hiệu này nè. Eo này tầm 69 đổ lại nha. Cạp này ngang rốn, quần 7 tấc. Rồi em này 65k thôi, tuột tuột xuống một xíu. Mã 42. Đừng có đi ra ngoài giờ này không đi được. Size M. Size M eo 73 đổ lại. Nó bị làm sao vợ mẹ? Con làm con phải đẩy cho nó sát vô, con đâu biết xài nè, hiểu không? Đâu con biết xài hôm qua con gắn vô được mà tự nhiên giờ nay nó bị trục chặt. 72 đổ lại nha em này, 90k đừng chả nói nữa, mã H30. Giờ này tối rồi không có đi chơi được. Size L eo 75 76 đổ lại nha. Quần dài nè, eo 76 đổ lại, 42 65k nụ. Quần dài eo 76 đổ lại, nãy nói nhiều quên nữa rồi. Ủa cái này H30 rồi mà. Nó rối đội hình tôi chân 65k. Eo 77 đổ lại nè, quần dài. Rất là dài luôn, mặc vô đẹp lắm nha cái tình yêu ơi. Không, của hoa nụ nụ. Rồi em này 100k luôn nha, cái tình yêu dơ quần dài mỏi tay quá. Nó cao quá. Mã B6. Một em size F. Eo 69 đổ lại. Hiệu Đan King. Rồi 90k luôn, 90k lên mã N1. Một em hiệu hiệu hét này đẹp lắm, khóc gì khóc. Ê, hoài không có quần đùi đó. Minh ơi, size S hiệu hét nè, eo 68 đổ lại nha, họa tiết 3D hiệu nè, bóng. Em này 100k lên mã 18. Một em hiệu Antanit gì nè, size S luôn, eo 68 đổ lại nè. B6 của nụ, eo 68 đổ lại nha. Phối nè, chất đẹp lắm nha, 110k lên mã 42. Nụ B6 M hả? Chắc qua bên trang cá nhân đi, qua kia đi. Tại vì biết sao không? Giờ này á, wifi nó yếu á. B6 100k nụ nè. Rồi em lên tiếp nha.
size L, eo 76 đổ lại. Hiệu Âu Navy có phối túi hai bên 70k. 70k. Cái gì? Mã X2. Mã X2, mã X2. Ở đó khóc. Không có, giờ này tối rồi không đi ra ngoài được. Một em phối lưới hiệu của Âu Navy, size ML 75 đổ lại nè. Lưới đẹp luôn nha. Rồi em này 80k. 80k lên mã 55. Khóc hoài vậy Si tuyển hàng ơi. Tôi mệt nha. Adidas, Adidas quần lưng thun nha, sale 50k thôi. Sale 50k Adidas nha. Eo size ML 73 74 đổ lại mã 75. Đừng một hồi đổ cái điện thoại mẹ, bây giờ con đừng có lại cái khu vực này. Size ML nhỏ. Cái gì vậy? Size ML nhỏ. Cái gì? Cái gì? Cái gì? Con đi cẩn thận chứ con có đổ thừa hoàn cảnh rồi vậy. Size ML nhỏ eo 71 đổ lại nè, phối nè. Đẹp cực kỳ nha. Đó. 110k. Này là siêu phẩm rồi các tình yêu ơi, muốn siêu phẩm cỡ nào nữa tôi cô mấy tép mới được nhiêu đồ đó chứ hỏi gãy hết trơn. Mã M0 110k. Rồi thêm cái thằng kia thì nó cứ đòi mở cửa đi ra ngoài. Size M lớn eo 75 đổ lại nè. 74 đổ lại thôi, 70k. Mã M7. Một em này quần dài. Một hồi nó hư cái ổ khóa luôn, kêu đừng có mở. Eo 75 đổ lại, giờ này không có đi ra ngoài được. Eo 75 đổ lại 70k nha. Size M lên mã B6. Một hồi lấy cái roi ra coi tôi nghi. Giờ này mà nó đòi đi ra ngoài đường, bị cái gì vậy hả? Giờ này còn ngủ ra ngoài chơi nữa mà. Giờ này ra ngoài chơi cái gì, 9 giờ rồi đó. Nè lu lu nè quý vị. Cái tem này nó không còn đẹp đẹp mấy nha. Đó. Size M nhỏ eo 71 đổ lại, con đừng có trả treo nữa. Mẹ đang nói chuyện, mẹ không có nói chuyện được với con nha. Eo 73, 72, 73 đổ lại, tầm size này nó tầm size số 4 đó. Nó có dây thun rút ở trong luôn nha quý vị. Chưa có lên mã luôn với trả luôn. Cái tem nó không sáng nhiều nha quý vị ơi. Sale nè, sale 90k. 90k lên mã 47. Đó. Một em size M lớn eo 75 đổ lại. Hiệu Âu Navy nè. Màu xám lông chuột. 47 si tuyển hàng. Si tuyển hàng là 90k. Đó. Nè 6 giờ rồi. 6 giờ. Hai chất đẹp lắm, đừng có đụng một hồi nó đổ cái điện thoại của mẹ. Có ừ, không có đi học. 100k ngày mai nghỉ. 100k lên mã T101. Không có học nghỉ mà cho luôn ban luôn đi lượm bọc. Rồi cái này hiệu này size S, eo 69 đổ lại, giờ này tối rồi không có đi ra đường được. Chất dày lắm nha. Thì chủ nhật con muốn đi đâu đi ra cũng được mà, có ai cấm con đâu. Mã F1 75k. Thôi đừng có nói nữa để mẹ bán. Đang nói đi mà. Ơi bà, bên đây người ta chốt nữa nè. Mà ta chốt sao đó bà ơi. Tán cái chết giờ. Không phải lỗi mà tại vì cái tem nó không được sáng. Một em size M lớn eo 75 đổ lại, phối lưới nè. 80k. 80k tiếp tục lên mã 47, gỡ kẹp cái nha. F1 si tuyển hàng. Cái này. Cái này nhỏ xíu em không có vừa đâu Yến Phạm, cái này nhỏ xíu à. Nãy nói này nhiêu người ta?
70 không? 70. Ngồi con đừng có làm mẹ phân tâm nữa nha. Con đóng cửa xuống luôn đi, con kéo cửa xuống luôn đi. Con bấm cửa xuống luôn đi. Khóa cửa rồi mà. Bấm đi. Tiếc gì? Em lên vài cái nữa em qua áo rồi em tiếp tục trở lại quần nha các tình yêu. Quần ống hạp với em. Con bấm xuống đi, con bấm máy rồi bấm khóa. Bấm vô là nó mở ra rồi. Nó mở khóa. Cái này con thấy giống như vỏ bi nè. Con vuốt mấy cái bút kỳ đây. Đây cái hiệu này nè. Size M. Eo này 72 đổ lại màu xanh đen. Ở dưới này nó phối này mặc rất là đẹp. Nãy em được áo màu tím là áo nào ta? Ơi, một hồi đổ bây giờ. Trời ơi, khui bây giờ sợ cái tép quần luôn á. Khui toàn là quần lét jean với lần quần ấy không à. Lần nào cũng lỗ chứ. Mà không mua quần thì bán cũng khó. Áo không thì nó dễ. Eo 73 đổ lại có dây kéo nè. Hiệu này xịn sò nha quý vị. Màu xanh đen. Màu xanh đen ở dưới này có dúng dúng mặt lên. Cái chân dễ thương cực kỳ luôn nha. Mã quên 110k mã A. Cái quần này, mấy cái quần này là nhận hàng là ngon lành, nó dày. Đây hiệu Antonic gì nè. Hiệu này nè. Cái lưng này nó không có dây thun nên là nó thoải mái. Nhưng mà chất nó dày, nó nịch cái bụng lắm nha. Đó. Cái này có bụng mở cũng nịch thành mất bụng luôn. Eo 72 đổ lại cạp cao. Quần này tầm 9 tấc nè. 100k lên mã 09. Đây hiệu gì đây? Hiệu Champion size S, eo 68 đổ lại. 3D luôn nè, 70k. 70k lên mã 100. Em này cạp lực. Cạp lực size S, eo 68, 67 thôi. Eo 67 đổ lại nha. Kiểu thun cô tông mềm mềm mịn mịn. Đẹp đẹp. 90k. 90k. 09 nụ nụ 100 si tuyển hàng. Mã B6 90k. 100 là 70. 09 100k. Ở cái mã đó 70k. Nụ nụ này mới 100k nè. Nè cái này là của si tuyển. Cái này si tuyển hàng luôn nè, 90k nè, để ba khóc nè. Để 100. Rồi qua áo xíu cho em thấy tình yêu. Cái đó 90k. Nè ai kiếm áo dài dài mặc kiểu chơi chơi nè, này size lớn nha. Tầm size XL á. Này không có chỗ nhét mút, kéo khóa phía sau. Tầm size XL nha. Mặc kiểu mà áo ngực trong gì cũng được, ngực 88, 98, 97 gì cũng được nha. 45k. Lên mã N1. Đây một em sexy nè. Size S. Ngực 80 đổ lại. Màu xanh đen. Đây nó có cái lỗ này dễ thương nha. 45k. Hiệu này nè. Mã N7. Hồi bữa hổm dành giật xong chốt hai cái đợi nửa tháng không thấy gì hết. Mút liền. Size M nhỏ ngực 85 đổ lại. Hiệu Dunkin luôn nha. 45k mã B6. Nè thêm một em mới luôn nè. Size L em này là đúng mới luôn nha. Ngực 95 đổ lại nè. Nè cái tem này của nó luôn, cái hiệu của nó luôn, cái này đúng mới nha. 70k. Còn đầy đủ tem hết nè. 70k mã H30. Rồi size ML. Ngực 91 đổ lại. N7 size S. Phải không chị, cái nào? Đúng rồi, N7 size S. Này ML ngực 91 đổ lại 35k. Dây nè. Mã M0. 30. Ok 70, con này đẹp lắm. Khoan. Nụ nụ bao nhiêu? Em này size XL này có một lớp nè.
set L1 lớp 10k. 10k lên mã 10. Nụ nụ đó 70k đó có giá. Rồi một em M0 Nhàn Nguyễn 35 Nhàn Nguyễn. Một em size S nè, ai rớp chớp rớp chít gì chân ngực dài nè. Size S nha. Ngực này tầm 81 đổ lại, 81 82 đổ lại nha. Có cái hiệu của F21 nè, phối lưới phía sau. Trắng đẹp lắm nha. 60k. Cái này để bình thường thấy nó dùng dùng nó nhăn nhăn, nhưng mình mặc vô nó căng không có gì vấn đề gì này hết nha. Trắng tinh nè. 60k lên mã 18. Size M L ngực 92 đổ lại. Ngực 8892 nha. Rồi em này 40k luôn, 40k lên mã 42. 18 si tuyển hàng 60. Si khay nè. Si khay nè, size S thôi. Cái này hai lớp nha quý vị. Hai lớp size S nè 30k. SM nhỏ ngực 83 đổ lại 30k. 30k lên mã 09. Một em size L lớn luôn. Ngực 100 đổ lại, ngực 99 100 đổ lại. 42 nụ nụ. 40k. Nè bữa bán 50 nè. Rồi em này 30k luôn nha quý vị, size to vật vã, ngực 100 100 mấy cũng được nha. Từ 100 đến 105 luôn. Mã F1 30k. 09 Thụy Meo La 09 là em nào? À 30. Thụy Meo La sexy ha. Còn Victor này chốt xong ngậm ngùi bỏ đi. Cái này tầm size L ngực tầm 97 98 đổ lại nha. Size LXL. Thụy Meo La 30. À size này size L ngực 98 đổ lại nha. Mới cực kỳ nha quý vị, 60k. 60k lên mã 42. F1 Quỳnh. Quỳnh My. Dự phòng cho nụ nụ 30k. Quỳnh My dự phòng nụ nụ. Victor nè, trời ơi Victor xịn. Size M. Xem hôm nay size S nha. 30. Cái đó size to lắm. Vừa không nụ nụ. Size S Victor xịn nha quý vị, ngực 82 đổ lại. Cái này không có chỗ nhét mút nha. 80k. 80k lên mã A0. À quên, cái giống cái con CK nãy là con này là ZK. Size SM. ZK size SM nè. Sexy ghê chưa? Ngực 83 đổ lại nè, 30k luôn nha. 30k nè. Còn mới tin nha, mã B11. A0 si tuyển hàng. Vinh Ninh ơi sao rồi nha bạn ơi. 80. Vinh Ninh sao nha bạn, si tuyển hàng 80. Áo hoa tím sao gì chị? B11 Thụy Meo La 30. Cái này hả em? Cái này size SM nhỏ ngực 82 đổ lại thôi. Này nó dúng dúng nè. Rồi sao nè. 40k. 40k mã 09. Cái này là cái line này em sale giá rẻ nha quý vị. Không phải line siêu phẩm đâu. Siêu phẩm là em bán giá mắc. Size M lớn L nhỏ ngực 92 đổ lại nè. 89, 92, 88, 92 nè. Hoa tím nào em? 09, 09 là của Vinh Ninh nè. Vinh Ninh. Vinh Ninh inbox dùm cho mình nha. 40k. Vinh Ninh. Không có chịu lên lên mã. Cái B11 là nào? À rồi Thủy Meo La B11 rồi tình yêu. Size ML nè, ngực 92 đổ lại. Rất là sexy, hiệu chữ Z đó. Size L đi, size L ngực 95 đổ lại cũng được nha, co giãn tốt. 40k luôn mã 09. Bị đơ máy hả? Qua mã rồi bà ơi, có người lấy cái đó luôn rồi.
Một em F21 size S, ngực 81 đổ lại nè. Còn nguyên dây tem đầy đủ nha. 50k. Lên mã F1. Bị ao ra đúng không? Sao bị người bị văng ra ngoài ta? Một em size XL nè, to to nè. Cái đó có người lấy rồi, size S. Size XL ngực 100 đổ lại nè. Đẹp không? Nó size to em sale luôn nha. 35k. 35k lên mã 24. F1 Vinh Ninh. 50. Inbox cho mình nha tình yêu ơi. Rồi nè, Victor sexy nè quý vị. Nguyên dây nè, thấy không? Đẹp. Cực kỳ. Không có chỗ nhét mút nha. Mềm mềm. 45k thôi. Này của ai vậy? 45k nha. Thôi 40k thôi. Cho nó cẩn vàng, cẩn ốc nha. Vinh Ninh, Vinh Ninh 50. Cái này thôi 40k thôi nha các tình yêu. Mã A0. Mạng lắc hả? Sao kỳ ta. Qua bên trang cá nhân thử được không? Một em size XL ngực 100 đổ lại của Champion nè. Mắt khóa nè, phía sau nè, 9500 đều được nha. Con này mới chát nha các tình yêu ơi, 50k. 50k lên mã F1. Mã M0. Ok, A0 chứ. 40 của nụ nụ. 40 tiền. Chị ơi, thấy em, thấy Vivian nè, mới thấy á. Mới thấy đó. Size S nè, eo này ô quên. Ngực nằm 80 đổ lại thôi nha. Cái hiệu này nè rất là xinh nha. 40k luôn cái màu này. Ủa sao mà mới quá bán 40k rẻ dữ. Yến ơi, Yến ơi, mã A0 40k. Có quần nha, lên vài cái áo qua quần. Rẻ quá, tụt quần tự tử. Ngực 85 đổ lại size M nhỏ. Mút liền 84 thôi. Mút liền nha, ngực 84 đổ lại nè, rất là đẹp, 45k. Lên mã A19. Một em kiểu này sexy đi biển được nha. Size S. Ngực 82 đổ lại nè. 82 đổ lại nha. Kiểu này nè. 25k thôi. 25k lên mã BD. BD, BD, BD. Rồi một em này size M, ngực 86 đổ lại mút liền. Màu xám xám nha. 45k lên mã X2. Rồi em uống miếng nước em qua lên mấy cái quần rồi lát trở lại mấy cái áo. Con tự nặng đi, hướng dẫn cái gì nữa mà hướng dẫn. Ủa con chưa biết làm chưa vách giới nữa. Chưa vách giới hả? Cái ai mặc quần kiểu kiểu này không quý vị? Size L. Size L eo tầm 80 đổ lại nè. X2 nụ nụ. Eo 80 đổ lại dạng như là jogger á. Jogger lửng lửng Alibaba. Jogger con biết rồi chú ơi. Chú ơi 45. Chú ơi quá. Nụ nụ rồi. Kiểu chú Alibaba rồi, chú ơi chạy xấu con biết là size L nha. Chú ơi chạy xấu. Eo 80 đổ lại Alibaba nè, 60k. Mã CU2. Trời ơi, con cứ chen vô con nói hoài. Một em Nike xịn sò size M, eo 75 đổ lại quần ống suông. Chất giày đẹp lắm nha tình yêu ơi, 80k. Size M lớn eo 77 đổ lại nha, 80k mã 24. Còn nó vô nó sắp xếp vũ trụ nó cho size lớn không à. Buồn, thoám não. Một quần ống suông cũng đẹp nữa nè, hiệu chữ B. Size M. Cạp này cạp ngang rốn. Eo thì tầm 73-74 đổ lại nha. Đẹp lắm luôn, 70k mã B6. Nai xịn luôn, 24 nè. 80 của nụ nụ nè. Under Armour. Under Armour size S. Quần ống bát nè, trời ơi mặt này đi chơi chân dài tới nách, lông nách dài tới chân. Size S
em 65 đổ lại nha, em đã mo luôn á tình yêu. 100k này mà mang đôi dài mà cao lên chừng một tấc người ta tưởng đi cà kheo luôn. 100k hiệu xịn, tại vì nó ông bát nên là sale nha quý vị, còn kia là khoảng 120-130. Mã B6 có ai size lớn lớn không? Một em nai quần ống suông nữa nè, size LL 79 đổ lại nè, quần ống suông nai xịn nó theo luôn nha. Rồi 70k luôn, to quá. 70k B6 si tuyển hàng mã A19, mặc quần ống bát này đi 100k, đi mang giày cao gót nè. Ai? Của si tuyển hàng bao nhiêu? Qua cầu khỉ đi giày cao gót 100k. Một em size L nè, hiệu Âu Navy, eo 77 đổ lại. Cạp này ngang rốn hoặc trên rốn một tí xíu nha. Quần này tầm 9 tấc, có phối lưới nè, 90k. Lên mã A. Sao like hoài không tới mấy người kia ta? Mấy người kia nằm dưới đất hay sao? Đây, một em ống bát size S nữa nè. Con nai hiệu xỉn nha. Con nai này rất là đẹp độc lạ luôn á. Eo này 65 thôi. Đó, cũng quần ống bát, ống suông vậy nè. Eo 65 nha. Nói chung là ế ế là tôi lấy tôi mặc, mà còn bán được thì tôi bán. 120k. 120k ế ế lấy mặc cái mưa mối phối với cái áo và đem ra bán 200.000 set. 120 mã 52. Set vô kênh ta mua, không hiểu. Quần thì bán không vô. Size lớn lớn có tình yêu nào lấy XL thì báo cho em nha. Em còn tồn động XL dữ lắm luôn đó. Một em nai nữa nè, size M. Em này tầm 73 đổ lại. Quần này tầm 8 tấc. Rất mịn nè. 52 si tuyển hàng, 52 là nào? Rồi. 120k. Quá đẹp, quá ngầu. Này tầm 8 tấc nha. 73 đổ lại, hiệu nai xịn luôn nha quý vị ơi. 80k. Con nai mà không dám bán được tới 90 nữa đó là hiểu rồi đó. Mã 52. Ủa quên nè. Lộn mã 75. Quá nghèo. Quá chua. Under Armour nữa nè. Under Armour size M, eo này M nhỏ thôi. M nhỏ này eo 72 đổ lại nè. Bóng đẹp. Đẹp quá trời đẹp luôn. 52 thị sen, 75 thị sen, cái nào 52 nào? 52 là cái con màu hồng á hai em, hết rồi, 52 hết rồi, còn 75 thôi nha. 75 thị sen trước rồi nha Mai Eo La ơi. Nay này có 8. Đúng rồi, có 80k rẻ bèo. Rồi cái gì anh đã mo nữa nè, 80k luôn đi, nói bước theo em nay. Mã A0. 75 hết nha tình yêu, nụ nụ ơi. 80 sen. Cái này là để qua đơn sau nha em. Chị tôi nói chị ngâm đơn của em, ngâm để chờ em lấy, ngâm cả tháng gì đó. Hoàng Huy Quân thấy nha, thấy có cái nào eo 87, có trời ơi, A không đã nào. Ok, 80 thị meo la. Cái này quần ống suông nè, ống bát gì nữa nè, size M, eo 75 đổ lại nha. Mấy cái quần này nó nặng, nó tốn cân nặng của tôi dữ lắm luôn. 90k thôi, tôi còn không dám mắc meo la. Mã 52 quá đẹp của em mà em ơi. Không, đã thuộc về em, không cần đấu giá nữa. Đây một em NB nè. Em NB chất đẹp cực kỳ. Eo 72 đổ lại, size M nhỏ nha. Chất NB là bao đẹp nha. Xuất sắc nha quý vị ơi, 100k nha. Mà sao nè. 100k lên mã 24, 52 nụ nụ. 52 nụ nụ nè, 90 nè. Sao lên quả không thấy siêu phẩm, siêu phẩm luôn. 1m7 nặng 75 kg. Trời ơi, vậy là quá đẹp rồi.
vô đây hết. Xe F nhỏ cái đó nụ nụ 90, xe F nhỏ eo 63 đổ lại hiệu. Bao nhiêu đây? Hiệu của cái này XS luôn, Âu Na Vì nha. 24 si tuyển hàng. Nụ nụ bao nhiêu? 90 eo 62 đổ lại nha. Phối lưới phía dưới nè. Đẹp nha, 90k. Lên mã T101. 120. Cái này của si tuyển hàng luôn, 100 nè. Cao 1m7 hả, nặng 75 hả, là tầm XL. LXL có cái dòng bụng không bạn? Có cái dòng eo không đây? Size này size L, eo 78 đổ lại nè. Mông to không lo gì đói nè. Quần dài 90k. 90k lên mã B6 T101. Bé xíu à. Vừa không ta? Cái mông em to không? Cái T101 này mông tầm 88 thôi nha. Tại vì nó nhỏ quá kéo ngang cái mông á. Nếu mà cái mông 90 kéo ngang nó hơi vất vả tí xíu nha. Eo tầm 88, 89 cái mông á. 90, 9 mấy cái kéo ngang nó hơi cứng cái phần này nè. Đó, ok thì chị để em nè. 90 eo 87 của Vivian Võ. Eo 87 hả? Eo 87 còn một cái này đây. Sinh ra là của em. Một em mới luôn nha. Trời ơi, tôi bán hoài mà nó không đi. Ôm nè. Quá đẹp luôn nè, chữ ôm nè. Thấy không? Eo này tầm 80-85 85 nha, cạp cao. Size XL, eo 85. 160k, 3D rất là đẹp. Cái này là mới luôn nha quý vị. Này còn giá của shop 157k nè. 357k. Em bán 160k mã B11 nha. Lưng cao không chị? Cao. Lấy cho em cao. Rồi cái này nè, sinh ra là của bạn. 160k. Xuất sắc. Thêm một em gáp sinh ra là của bạn. Eo 87 phơn vô đây, cưng như trứng mà tôi nứng như hoa và tôi ôm vào lòng. Size L, XL ở đây cả đống vậy đó. Siêu mẫu, người mẫu thì nó ít mà là siêu mơm là nó nhiều. Eo này tầm 88 cho đến 91. 87 91 gì nè, cái này nè. Hiệu của Gap luôn nha. Có cộng dây thun này rút vô được nè. 85 đi, 85-92. Có cộng dây rút vô được nha. Của Gap luôn á. Chất là bao đẹp nha tình yêu ơi. Đây sinh ra là của em. Mà cái chỉ này hơi bị lỗi rồi. Cái chỉ này đó bị lỗi xíu rồi. Cái chỉ lỗi bán 40k thôi nha. 40k lên mã A0. Tiếc quá vì eo 85, vì dáng ăn cho mập lên em 85 một cái quần về mặc. Xong giảm cân mặc cho mấy cái quần khác. Rồi một cái eo 85 nữa nè. 80-85 size XL. Này sinh ra là của em. Chất đẹp nha, 90k. 90k lên mã C10. Mã cu của tôi đâu hết rồi, mã cu nó hot mà tự nhiên nó đâu mất tiêu hết trơn, người ta buồn ghê. Mã cu lên cái có người hốt. Rebook nè. Được vô em màu cam, nó là quần lĩnh. Vũ trụ không có thương tôi gì chứ. Rồi cái này cạp ngang rốn eo 77 đổ lại nha, 77-78. Nằm nó để xem M, nhưng mà tầm M lớn L nhỏ nha. M lớn L nhỏ eo 77-78 mặt vừa nha. Nó rebook đẹp chưa? Đó, rebook này 100k thôi, không dám bán nhiều. C10 của Cuto hả? Cuto để ngày mai viết mã 18. C10 của Hoàng Huy Quân. Hoàng Huy Quán hay Hoàng Huy Quân? Mắt tôi mờ, không thấy được. Cái dấu hỏi, dấu chấm, dấu phẩy là tôi viết, tôi coi nhìn không ra đó. 90k nè, Hoàng Huy Quân. Lên mã 18. Sen em đã được 18, 100k. Thành giá. Mừng quá, đã có chủ. Wow, Hoàng Huy Quán.
Đúng rồi, chị quán đó. Size S nhỏ. 90 phải không? Đúng rồi, eo 62, 63 đổ lại thôi. Cạp này cũng cao cao vừa vừa, trên rúng tí xíu. Đó, dài nha, 90k luôn. 90k lên mã F1. Màu em họa tiết nè. Size này size M eo 72 đổ lại của Âu Na Vì nè. 70k. 70k lên mã BD. Sen gì đâu? Nãy hả? Sen nãy có đó. Nãy hả? Ờ 100k. Nè, size XL nữa nè. Tình yêu ơi vô đây cưng cưng liền. Hiệu Đan King. Này 48. 47 là 774. 47 là nhiêu? 94 là. To quá. Pháo hồng như tiếng đưa. Lá thu trầm rơi từng lá nghe buồn buồn. Từng bước ai tìm về mở rộng vòng tay đón em nhưng nào thấy. Rồi đây 85 đây. Eo này 84 8 85 89. Nói chung 85 90 đi. Cái cạp này rất là mềm nè. Mấy chị bầu bí bao trang được nha. Cạp này rất là mềm. Cái mông này chắc tầm 100-105 cũng được luôn nha. CXL nào quần dài chất đẹp lắm nha. Tình yêu hiệu Champion còn mới chát nha. 100k thôi. 100k lên mã 18. Một em size L eo 78 đổ lại. 78 đổ lại hai bên có túi nè. Hai bên có túi hầu phương gần kề. Đêm nay mới thật là đêm. Hiệu này nè đẹp lắm. 80k. Mã B6. À, ống suông không chị? Có, trời ơi ống suông nằm đằng kia rồi, tôi thấy bự quá tôi không dám đem ra luôn. Bự mà nó dài. Cái đó bằng 3 cái quần bình thường nha. Hồi tính tiền thêm á, tiền tiếp. Tiền tiếp nó bự. Vì chân em có bắp. Có ống suông ống rộng nhiều lắm. Em CL hiệu Zira Zela Angela Phương Trinh. Eo 78 độ lại. Ở đây tôi nói xàm hoài. Quý vị mà bữa nào mà mệt mệt trong người cứ mở lên nghe em nói xàm đi ha. À, ví dụ nghe cười khơi khơi ngoạn được, khỏi môn được, vô có view là được. Cái này size L nha, 120k quá đẹp nha. Cái nào 100k, cái mã 18 phải không ạ? Mã 18 nè, to to nè. Bầu bí bơn chen nè. Mã 18 100k nha. Rồi đâu rồi? 120k size L nè. Đẹp xuất sắc. Mã M0. Thấy chưa, vô hát họn cái lên 9 người xem. Tôi hát cái nữa lên 19 người xem. Hát cái nữa đi ra hết trơn. Đẹp quá mẹ 78. Đây anh The Amor. Eo này 74 thôi. M0 si tuyển hàng ok để xíu. Không, eo này 72 thôi nha, 70 thôi. 70 anh The Amor eo 70 nè. Đẹp quá Yến ơi. Đẹp quá Yến ơi. 90k thôi lên mã 27. Để em xin quảng cáo 2 phút để em chạy lại em lấy cái máy size mà gọi là to to cho bạn này chốt chốt cho em bớt nhẹ nhẹ xíu nha. Cái tép này size to tôi nói đem giấu hết trơn rồi. Nó quá to đi. M0 120 chưa? Xin tuyển hàng nè. Đợi xíu nha, tình yêu XL đợi xíu nha. Cỡ kẹp đi. Cho một phút quảng cáo. Kéo quần xuống, cho mặt zoom rồi nữa nha. Để mặc cái khác nè. Độ hàng. Yeah.
thì cái kia nó cũng vậy, nhưng mà nó hở ở trên dai á, kia nó toạt luôn. Đây cũng sai lờ thôi. Trời ơi, có mặt tôi nó chui vô cái đáy luôn nè, khổ ghê, quần dài quá. Em thì hơi bị lùn. Cái này cạp cao tới vú, vú dài tới lưng. Rồi eo này là 80-85 đổ lại nha. Eo 85 đổ lại nè. Con Âu Navi á, size X, số size L, nhưng mà nó tầm XL mấy cái nhỏ nhỏ kia. To ghê chưa? Ủa nãy có chốt mãn 100 không tình yêu? Em này 90k nha, 90k. Nhỏ lai tội nghiệp, nhỏ ngồi. Lên đây nè mới vừa. Mã 21. Nè. Đó, size ML nè. Màu bị bon chen được luôn nè, cái cạp này rất là thoải mái. Đó, ống suông luôn nè. 90k luôn nè. Lên mã 100. Giờ là vô mấy em to to. Em cho cái này 5 em đi rồi em qua kia nha quý vị. Nike nữa nè. Trời ơi, Nike này size M thôi. Size M nhưng mà eo này tầm 76 đổ lại nha. M này màu lớn, eo 76 77 đổ lại. Eo 77 đổ lại, chất đẹp lắm luôn, Nike luôn nè. 100k. Nó màu hơi xanh đen chứ không phải màu đen thui nha. 100k. Lên mã N1. 21 nè, 90 nè. Của Hoàng Huy Quán. Chị xem cái nào vừa chị cho em nhé. Em lựa đi. Cầm nhiêu à? Size XL này lửng 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 nè, này to quá. Em bao nhiêu? 90 tiền hát đi. Này eo này tới 90-92 luôn á. To quá. À, quần đảo tì nè. Quần này em thấy kêu quần đảo tì nè quý vị. Size L lớn. Eo này là 80 đổ lại. Size L eo 79 đổ lại. Quần này nặng 1,5 kg rồi má. Nặng quá nặng luôn. Sale 80k thôi nha. 80k. Lên mã M0. Chốt cho chị 27. Size 27. Cái nào chị? Size 27 nào ta? Amo hả? Ủa nãy giờ chưa mà chị. Chưa, em chưa chốt chị cái nào chứ. Adamo hả? Đây cái này size M nữa nè. Ống suông nữa nè. Eo 77 đổ lại nè, quần dài ống suông. Đẹp lắm nè, size M nè quý vị. Ai có size M là nhảy vào mà hốt đi mã. Lên mã 100 nè, 90k. Chưa chị, em đâu, nãy giờ em đâu có coi tin nhắn. Để em lát đi, em coi coi cái nào eo lớn. Một em NB nè. Xuất sắc. Size L. Rồi eo này là 80, 87, 85 gì nè, 85, 87 nè. 90 luôn nha, hiệu NB 90. Rồi em trở lại mấy nhỏ nhỏ nha quý vị. Mấy bự này không ai lấy. 100 nè, sen nè. 90k. Sen chứ. Ồ, đẹp em. Em cao không? Chị gì lùn lắm. Sen là 90k. Đó, đó, tép khui đồ thể thao vô quần này không à. Quần này muốn đi chơi không à, lấy đâu thể với thao. Bởi vì eo này 80-85 đổ lại nè. Đó, 85 đổ lại nha. Ai vừa thì hốt đi, 90k nó nặng cực kỳ. Sen bao nhiêu? Lên lấy lô quần to đó. Cái nào ta? Size bao nhiêu đây? 90, nãy giờ em đâu thấy chị chốt cái nào đâu. Mã 24 nha. 24. Đây cái này bự nữa nè. Cái này quá bự rồi. Cái này quá to. Nè
Rồi cái này là nó để size M nhưng mà tầm L nha. Tầm L eo 80 đổ lại, 80-82 đổ lại nha. Rồi 90k nữa nè. Quần này nặng. Hao chỗ. Rồi một em hiệu gì đây? Hiệu Nike. Size L eo 80 đổ lại. Quần ống su 70k. 70k lên mã T101. Lên con này nữa em qua áo rồi các em trở lại quần nha. Ồ. Con này đẹp. Size M nhỏ thôi, eo 73, 74. Eo 74 nha, con này đẹp nè. Đo coi cái eo nhiêu. 74, 90k. Ta bán quần tập là xưa rồi, em bán quần ống suông không. Eo 74, 75 cũng được, 76 cũng được. Chất này nó mềm nha, cái thun này mềm mềm nè. Cái thun này mềm mềm nè. Nói chung là size M lớn, L nhỏ, eo 77, 78 cũng được nha. Thun mềm đẹp lắm quý vị ơi, 90k thôi. 90k lên mã 90 rồi, em ngồi xuống cái coi. Lên vài cái áo một lát qua, còn mấy cái siêu phẩm nữa nè. Sao siêu phẩm nó nằm dưới đáy không ta? Chắc tại em thấy siêu phẩm em mê quá, em hốt em dục xuống dưới đất. Cái làm nó tụt dưới đất không. Rồi. Không ai hốt giùm cho em mấy con này đi. Nó to mà nó dài mà nó nặng. Rồi. Tiếp nha. Hiệu hiệu gì nè, hiệu này scap gì nè, size này nó để XL nhưng mà tầm size L thôi nha. Size L nha, eo này tầm, ủa quên ngực chứ, cái này rất xốp luôn nè. Ngực này tầm 90, 93, 94 đổ lại thôi nha, 95 đi, 95 đổ lại nè, áo rất xốp luôn. Chất dày đẹp lắm nha, cái này nè, nổi này nè, hết tiền đem đi bán được nha, nó trắng tươi như là bạch kim vậy đó. 50k lên mã 81. Thêm con bạch kim nữa nè. Hiệu nè. Cũng size này nó để XL mà tầm size L lớn, ngực 96 đổ lại. Ngực 96 đổ lại nè. Đẹp lộng lẫy luôn. Em này 55k mã 21. Cái này chân ngực dài luôn nha. Một em champion size M nhỏ, ngực 84 đổ lại. 84 đổ lại nè. 45k. 45k lên mã 19. Đợi em tí xíu nha. Cái này nãy có ai lấy là nụ nụ hay gì nè con. 40 nè. Trời ơi. Con này si tuyển hàng 60 nè. Cái đó hồi nào vậy? Thì lúc nãy con mới vừa về đó. Vậy là con có là đúng rồi. Con khỉ có rồi. Có mặt trên cõi đời. Nếu biết trên cõi đời tình yêu đừng mơ lứa đôi size M. Ừ, cái đó có giá đó. Cái kia 40. Size M nhỏ ngực 83 đổ lại. Hiệu Dunkin luôn nè, 35k luôn. Thuộc giá mã 100. Ừ. Một em cham nè, size M lớn ngực 86 đổ lại. Cái này không có chỗ nhét mút nha. Rồi sale nè, 50 luôn, mã T101. Một em CS hiệu Reebok luôn nè, ngực 81 đổ lại, ở quanh 79 thôi. 79 đổ lại, không có chỗ nhét mút nè. Rồi sale luôn nè, 55k nè, mã C10. Em này đẹp nè, hiệu Champion nè. Size M nhỏ, ngực 84 đổ lại, đẹp lắm luôn nha. 50k luôn. Mà sao lại dây dây nè. 50k lên mã 24. Một em này size M nhỏ, ngực 80, này size S thôi, ngực 81 đổ lại. Ngực 81 đổ lại nè, 60k. Rất là đẹp nha. Mã N7. Một em sexy nữa nè. Size S cúp V nè, cái này không có chỗ nhét mút nha. Ngực này tầm 83, 84 đổ lại thôi nha. Chân ngực này cũng dài nè, 24 nữa nè.
Ok, 50 nè. Vivian Võ. Rồi em này 40k luôn nè. Không có chỗ nhét mút nha. Lên mã to. Vivian gì? Võ. 40 hả? 50. Nó đang 60. Size M, quên, size S ngược 80 đổ lại nè. Màu trắng tinh chất đẹp lộng lẫy luôn. Không có chỗ nhét mút nha, size 40 luôn mã A. Một em này đẹp nữa nè. Ngực 87 đổ lại. Này nó làm giống như có mút mỏng mỏng nha, hai lớp. Ngực 87 tầm size M lớn. Rồi 50k mã 24. Một em này cũng giống cái em đó luôn, có mắt cài phía sau. 50 luôn. Lên mã D15. Thêm một em đẹp nữa nè. Em đẹp mấy em này xong mà nó vô cái size XL không. Size L lớn ngực 95 đổ lại. Chất đẹp cực kỳ quý vị ơi, cái này đẹp lắm luôn. 50k. Mã 21. Rồi em qua mấy cái quần nữa. Rồi em lên mấy cái áo rồi em kết sổ luôn nha. Kết sổ luôn. Đây, tới Lulu nè quý vị. Lulu này dễ thương thì sợ luôn. Cái này là cái váy nè. Thì mặc đi chơi nhảy zumba, nhảy lắc mông, lắc đít gì đó. À, cái này là tem rất là mới nha. Con này mới nè, 90 mấy% nha. Cho em gỡ gạt cái tép này lại coi. Tép quần lần nào cũng ngặt học máu chứ. Áo thì còn đỡ gỡ gỡ được ha. Quần ta nó vô cái gì, ống suông, ống rộng, nó chàm bá lửa. Eo này 71 thôi. Không, eo này 69 thôi nha. Tầm size số 2 á, size nhỏ nhất của Lulu á. Xuất sắc. Xuất sắc váy rồi nè. Em này 190k nha các tình yêu ơi. Cái này nó mới, cực kỳ mới nha. 190k lên mã 21. Này không ai mua lại mặc vài nước em đem xuống bán tiếp. Ghép xếp bán. Một em Acid nè. Acid này đúng rồi, cái đó lâu lâu mới có được cái bé, toàn Lulu size bự, size M không chị. Size M nè. Eo này tầm 75 76 đổ lại, ML nha. Đẹp. Rồi cái này 70k luôn. Hiệu Acid. Lên mã gì đây? Lên mã 100. Không ai khoái cái quần như là cái váy à. Ok, một em Nai nè. Nai này size S, eo này S lớn nha. S lớn này eo 72 á. Cạp này ngang rốn. Ngang rốn hoặc trên rốn một tí xíu. 73, eo 73 đổ lại nha. Eo 73 74 gì đó. Nó chất này nó mềm, nó không có cái dây thun nên mình mặc nó giãn giãn miếng được nha. Hiện nay nè. Đẹp độc lạ nha. Ngầu rất là ngầu. 150k. 150k lên mã 21 dùm cho em. Này được nè chị, giãn giãn ra ôm được. Cái eo mà nó không có dây thun là nó dễ. Một em size L nữa nè. Size M mà tầm L nha. Kyodan. Nó gan ghê để S luôn. Để em coi 77 á, eo 76 77 đổ lại tầm size L. Kyodan này chất đẹp lắm luôn. 80k. 80k lên mã T101. Chị vừa con này chắc vừa chị, cái này nó ngang rốn nha, nhưng mà cái để em đo cái eo ngang rốn mà căng hết ra. Bữa hổm chị đo ngang là 30 mấy, cái này 38 đó chị vừa đó, nó để xe M đó, nhưng mà cái này M lớn. Em đo này là chưa căng ra 37 rưỡi nha chị.
Chị vừa đó, bữa hôm em đo cho chị em nhớ mà 37, 37, 37 rưỡi gì đó. Đẹp cực kỳ không? Rồi em tiếp nha. Khổ quá mà. Một em size S nhỏ nè, XS luôn em, 62 đổ lại. Hiệu này nè, cạp có thun luôn nha, 70k. Rồi ok chị Yến Nhi ha. Em còn nợ của chị đó, nên là em phải phải tìm cách trả nợ cho chị. Bữa hôm a à, cái bữa con Amo bữa lâu rồi đó phải không? Cái đó hả? Cái đó nó bị lỗi rồi chị, nên em xả ra. Chị hỏi lâu rồi cái em chụp hình đúng không? Em bỏ ra rồi, nó bị lỗi. 150 nè chị Yến Nhi Yoga. Một em này nó để S nữa nè, nhưng mà tầm size L, eo 78. Ê có đồ hấp đó, ăn chưa? Eo 77 đổ lại nha. Eo 77 đổ lại, con đó đẹp lắm chị. Ngầu đi chơi được không được, mô đen chất dày cực kỳ. Eo 77 đổ lại nè. Rồi em này 100k lên mã 21. Giờ sao còn hai chị em? Ờ có chốt đâu cưng. Bên đây ta chốt rồi cưng mới lên. Ghét tao ế không chết. Đang nói là có hai chị em nói chuyện với nhau. Ở đâu bay ra vậy? Size S nhỏ nè, em 60 đổ lại của F21. Em 62. Size này XS. Em size 2 mà mông to. Mông này tầm 80-90. Rồi 80k luôn đi. Bán xong tụt dần. 80k hết kẹp. 80k lên mã chữ A. Còn nữa nè, Lulu nữa nè bà. Ghét không? Lulu nè. Lulu này tôi đi mua 130.000 đó chứ không phải là ít đâu nha. Cũng là size số 4 nãy đó, size M, tầm size M của Lulu, size số 4 á. Đo coi. Rồi eo này 72, 73 đổ lại, 73 đổ lại nha. Đây Lulu, cái này tem không đẹp thôi. Tem nó không còn đẹp thôi, 90k nha. À Thụy Mèo La. À kìa, ai như cô thấm như tiền quên mất tiêu rồi. 80k. 90k nè Lulu, size M, eo 72, 73, 73 đổ lại nha. Tem không còn sáng gì thôi, chứ cái quần thì ok. Rồi lên mã dùm cho em. Mã D15. Em sao Trần Thắng ơi. A Thị Mêu La trước rồi xong rồi bạn đó mới nhắc lại chữ A cái này. Là đang muốn chửi thề rồi đó, nên mới nhắc lại cái chữ A, nghiến răng cái. Rồi một em size M nhỏ, eo 72, 70 đổ lại nha. S, S M nhỏ, Dunkin. Eo 70 thôi. Eo 70 dài, D15 cỏ dài, 90. Cỏ dài bữa hổm có đi đúng không? Ờ đúng rồi. Chị cỏ dài. Nó bậy nữa. 90. Size S nhỏ, quên size S lớn mà nhỏ. 9 cái này như tiền quên rồi. 80k thôi, mã T101 nha. Nữa nè, đó, ngày ra nãy một con Victor không ai chốt, giờ thêm con Victor nữa nè. Chán ghê như thế hiệu vậy đó. Ai chốt chứ sao tôi bán ghế dữ vậy ta? Hát quá trời hát mà sáu ế dữ người ta. Đo eo nha. Victor xịn luôn đó. Rồi. Vô chị Yến Nhi vô, con này chuẩn bị bấm mã chị. Cái này size L nhỏ nha. Size L nhỏ eo này tầm 76 đổ lại, 77 đổ lại nha. Victor xịn nha. Đó, quần dài nha. Gỡ gạc cho em 190k nha các tình yêu ơi. Chuẩn bị bấm mã nha, xịn sò 190k. Bữa hổm con lửng em bán 160 đó. Chuẩn bị lên mã gì đây, cửa ra là con mấy, con số 100.
hát cỡ đó đó mà không ai mua hết trơn, kiểu gì chơi lô tô mới mốt đi thất nghiệp đi gọi là hát lô tô luôn. Lô tô hết hàng rồi quý vị ơi, hết hàng mà em còn không hay nữa đó, hàng nhiều quá nhiều mà. Rồi em lên một con này là con kết sổ luôn, gần kết sổ luôn, đẹp lắm nha, màu nâu nâu nè, 100 si tuyển hàng, 190k. Thấy chưa, có mình em chốt mà thương em ghê. Si tuyển hàng nè, 190. Này hiệu hiệu này nè, size S, eo 70 đổ lại nha, màu nâu nâu, nó để XS, chữ A thì mêu la. Con chưa có dáng. 80k nãy đó. Phải không? Phải. Chưa có thể vô đúng không? Eo 71 đổ lại. Ủa quên, 72 đổ lại nha. Thôi hả? XS đó, 190. Cái này. Cái đó 80. Chắc chưa? Chắc rồi, nãy giờ con chưa thấy thì mới lá nào phải không? Tại chữ A. Chữ thề nãy giờ. Size này đây XS nhưng mà tầm size S nha, eo 71 đổ lại nha. Còn con cuối cùng quá đẹp xuất sắc. 110k. Này là 99 phải không? 110k mã T101 đúng rồi. Yến Nhi vừa, Yến Nhi là mối. Đo Yến Nhi vừa. Rồi cái này gì? Ủa cái này hả? Cái này like chưa? Cái này like rồi. Em hết rồi đó, hết đồ rồi đó. Hết đồ like rồi đó quý vị. Con đọc đọc lạ nè quý vị, lấy luôn đi. 70k thôi, tục giá luôn, size S thôi. Size S này, eo này 68 đổ lại nha. Dễ thương lắm, 70k. Mặc đi chơi đi múa đồ cũng được nè. 70k lên mã 100. Rồi qua áo nha tình yêu ơi. Quần giờ em còn quần ống suông với quần lửng đồ. Quần led jean đồ. Quá trời trời luôn. Rồi em lên size S nè, con này đẹp. 100 70k nè. Thuộc giá luôn thấy không? Si tuyển hàng nè. Si tuyển hàng lần lên. 4 cái mã luôn, size S nè, eo này quên ngực. Kiếp rồi eo luôn là 80 đổ lại nha. 110. Ngực 80 đổ lại nè, 60k hốt dùm cho em. Mã T101. Cắt cùm cùm à, sen đứng lại dùm chân. Xe M cái này không có mút nha. Cái này 45k thôi. Quên xe S, ngực 80 đổ lại 45k, mã D15. Như là cái áo vừa hổm em hỏi nó còn đó em. Ừ. Nào 70k. Ủa? Này, 70. Ngực 85 đổ lại nè. Nó để đét nhưng mà tầm size M nhỏ. Ngực 84-85 nè em, hốt đi. Hốt đi, đang bữa nay là chỉ có bữa nay mới sale thôi đó. Cái này là hiệu gáp nha. Một đêm duy nhất một đêm, ngày mai em dọn đi chỗ khác. 50k mã chữ A. Một em size L Âu Navi, ngực 94 đổ lại. 94 đổ lại, hoa lá nhuộm màu mối hồng. 45k luôn, không có chỗ nhét mút nha. Áo tập dài phụ bụng hả chị? Chị đó em mới moi ra cho chị một cái. Em là biến bán quá. Cái trắng trắng nữa con. Em chất. Ờ, nhưng mà không biết có vừa không á. Cái này tầm size M nha. Biết mặt vừa không ha. Thấy chưa, chữ A nè, sen nè, dừng chân đứng lại như tiền quên đấy. Nam chọc khổ quá nè. Này chắc là đâm size ML gì đó. Cái này là áo ba lỗ bình thường nha. Ở đây nó dày dày hai lớp nhưng mà không có vú nha quý vị, không có chỗ nhét vú luôn nha. Trời ơi sao sexy dữ ta, tại vì em ốm kéo nó xuống vậy. Nhưng mấy quý vị mập mập thì nó không có xuống gì nè. Cái màu này màu trắng, trắng mờ mờ chứ không phải màu trắng tinh nha. Thôi kêu là không, chữ A của sen trước chị.
kêu màu cháo lòng đi nha, để hồi nhận hàng về cái hay nói màu cháo lòng mà tôi bực bội nha, tôi nói trước rồi đó. Màu trắng ngà ngà nha, đẹp nha, 50k thôi, chứ thôi là em để em mặc biến bán. 50k lên mã cái đó sen á. 50k lên mã 100 đi. Còn cái màu vàng nữa nó mất tiêu rồi. Dẹp đâu á. Rồi một size L nè. Size XL ngực 98 đổ lại. Đẹp luôn nha, ngực 98 đổ lại nè. Ai ngực to, víu bự rồi vô hốt liền 40k. 40k lên mã A tiếp tục. Giờ hết kẹp rồi. Đây cái này đẹp nè. Chị hôm vừa rồi hu hu đẹp quá. Vừa chị ngực chị nhiêu? Tại này em mặc ngang độn vú vô hết là hai cục hai bên là 6 phần. Ngực em là độn vô này nữa là tầm 86 đó. Nhưng mà cái này nó giãn ra mà. Rồi ngực 87 đổ lại nha. Size M. Hết hồn, hiệu trăm bây giờ anh tưởng Lulu. Sao nó giống quá vậy ta? 45k, ngực 86 độ lại không có chỗ nhét mốt 45k. Tưởng đâu là trời ban cho em một con Lulu. À, ngực chị 94 hả? Vậy chị mặc size L. Mã A5 nha tình yêu ơi. Một em này. Ngày size ML, ngực 91 độ lại không có chỗ nhét mốt nha. Đẹp luôn, 35k. 35k lên mã 35. Hết kẹp rồi. Giờ bỏ kẹp đi luôn nha. Rồi một em này nè, size M. Hiệu Dunkin, mút liền, ngực 85 đổ lại nè. 85 đổ lại. 45k, hiệu Dunkin luôn nha. Mã N17. Con ai xem gì không tình yêu ơi? Mất tích rồi. Size L, size XL, ngực 97, 98 gì đó đổ lại. 97, 98 nè. Size XL nha, ngực 97 đổ lại. Đẹp, chất này, cái hiệu này chất đẹp lắm luôn. 50k lên mã T101. N7 là nè. N17, 45, ok. Cỏ dài. Rồi một em này size M, ngực 86 đổ lại. Ngực 86 đổ lại màu tím hoa cà, 35k. 35k lên mã 100. Em có mấy cái kẹp làm tới mình luôn. Có dạy nhiều. 45. Size XL, ngực 97 đổ lại. 97 đổ lại 35k luôn. Mã D15. N17 hết rồi tình yêu. N17 nãy có người chốt, ủa sao mạng chậm thế? Size S có ai xem không? Size S ngực 80 nè. Ngực 80 chất đẹp nha. 40k. 40k lên mã. Mã gì đây? Mã 40 đi. Hết kẹp rồi. Cái viết à. Màu em size S này ngực 80. 45k. Này có mút nha, 45k mã 45. Champion size M, mặc được hai kiểu nè. Hai kiểu nha. Mặc xanh, mặc xanh lá, mặc xanh đậm đẹp luôn. 55k size M nhỏ ngực 84 đổ lại, 55k lên mã xanh lá. Hết kẹp rồi. Là biến kiếm quá. Một em CL ngực 94 đổ lại. Size ML ngực 94 đổ lại nha. 50k lên mã dây. Rồi em này size ML luôn, ngực 93 đổ lại, 93 94 đổ lại nè. 35k. 35k lên mã. Lên mã dây hồng. Xanh lá của Meo La. Nhiêu tiền quên nữa rồi. Thôi 55 đi. Meo La. Ừ.
của Mel la rồi. Sang ơi, cái đó em không có vừa, nó hơi bị nhỏ. Cái này là ngực 86 đổ lại, sexy nè, hiệu này giống như alo, không phải này ala ala bolo chứ không phải alo. 40k lên mã 40. Một em nè, sexy nãy nè, cái giống cái màu tím nè đúng không? Cái màu này là màu ghi xám, màu lông chuột á. Size M nhỏ, ngực 84 đổ lại. Cúp này sexy, có mút liền nha, đẹp luôn, 50k mã xám. Rồi màu em size L. Mấy giờ ta, 10 giờ ra cái tình yêu. Size L ngực 95. Cái này không có chỗ nhét mút nha. Rồi 40k luôn, mã L. Đây có ai sexy nhỏ nhỏ bé bé xinh xinh 80 đổ lại, 40k luôn. Mã tím. Tím Vivian vỏ xám là 50. Ồ cái này đẹp nè. Cái gì tên gì? Vivian vỏ, vừa không ta? 50. Ừ, 50. Nè, cái đó gọi là vú to không lo chết đuối, tại vì hai cái vú nó nổi lên. Em canh cái rebook xám nào ta, cái áo hả, hồi sáng hình như chị bán rồi á. Size M ngực 85 đổ lại, đẹp lắm luôn nè, 45k thôi, mã cam. Cái rebook mà cái áo á hả, chị bán mất tiêu hay gì rồi. Hay cái quần đâu có rebook đâu. Chị em xin đôi nè, hai cái hát hò hát. Có mấy em có này, em mới thấy xám có viền chữ rebook cái áo đúng không, chị bán hồi trưa hay gì rồi. Cam là của Nguyễn Phương Hà, 45k. Này hai cái đẹp lắm nè, 50k một cái, rồi nó mất tiêu một cái, cái S cái M nha. Không có chỗ nhét mút nè. Ai muốn làm ngôi sao sáng lấp lánh giữa bầu trời. 45. 50k một cái, có một cái xe M, cái xe S. Cam hết rồi Nguyễn Thủy ơi, sao mạng tình yêu chậm quá vậy? 50k ai lấy M bấm M, lấy S bấm S. Ủa rebook chị không biết sao em thấy ta. Hồi chiều chị bán rồi, lỡ bóc ra cái chị định để vô kia mà chị lỡ mồm lông móng chị bán luôn rồi. Đâu có, đâu nãy giờ đâu cầm được phút nào đó ta, coi chừng em nhầm nữa. M là nào, ok M đẹp ha. S Mai Bùi, của Sang 50k. Thằng S nó đâu rồi? Chị em xin đôi, một em đi một hướng, tình ta xa cánh hai dắt mẹ. Mẹ mua xe không? Ừ, lấy S cho Mai Bùi để xíu nha. Hiểu nè. Size L, ngực 95 đổ lại. Rất là đẹp nha, 50k mã trắng. Size L, Champion mút liền, ngực 98 đổ lại nè. 45k mã mút liền. Không, rebook chỉ không còn con nào đâu. Size ES M nhỏ mút liền đẹp lắm. Để coi cỡ nào. Champion chất mịn như nhung. Này nó để S nha, nhưng mà M nhỏ tầm ngực 83 đổ lại nha. Cúp to thì từng 84 thôi. Ngực 84 đẹp quá, đẹp luôn, 50k mã hiệu đi nha, hiệu Champion. Coi chừng ngã cái điện thoại của mẹ nè. Còn mấy tình yêu này em đem siêu phẩm là em định giấu lại, lát đem em like luôn, giống như là tri ân gì đó. Size S ngực 81 đổ lại nè, ngoài sao nè, đẹp nha, 50k hiệu nè, Mai Bùi 50.
có đơn inbox cho mình nha tình yêu ơi, 50k mã xanh. Đây, một em size L mút liền tập Mỹ 35k thôi, ngực tầm 99 đổ lại, 35k mã 35, size S màu tím nè. Nó ăn của tôi hình cây kẹp, mới kiếm hoài cũng có. Âu Navy đẹp lắm, ngực 81 đổ lại nha, 55k mã tím. Rồi một em này gì đây, xanh 50 của VN Võ dừa không ta, 86 à, có chắc dừa đẹp này à, ngực 87 đổ lại của Champion rất là đẹp nha, mới cứng luôn, 60k mã xám dây. Xin lỗi em ngàn lần, xin lỗi em, chị không có rì bút. Một em nè, mút liền ngực 88 đổ lại, chất đẹp cực kỳ nha, size M ngực 88 đổ lại nè, ngoài sau có cái lỗ thông hơi nữa nè, 50k mã đen, xám dây liên đổ 60. Đây dốc khay size M nhỏ, nếu mà cúp ai to to thì ngực 86 đổ lại, còn cúp nhỏ nhỏ tầng ngực 84 nha, của dốc khay luôn, 45k mã đen. Một em này giống như là cái cổ yếm nè, size L, cái này à, có chỗ nhét mút không? Không có chỗ nhét mút nha, tím Mỹ Uyên, ok, 55 ngực tầm 93 đổ lại Mỹ Uyên mới. À, cho em hỏi ship Hồ Chí Minh tiền mặt bao nhiêu, chuyển khoản bao nhiêu? À, 18k mà ở nội thành nha, ngoại thành thì tầm 2, để cho con một cái kẹp thôi, huyện thì tầm 25, tờ giấy này huyện thì 25 nha, có cho có con tiền luôn không nha. Có tiền gì cũng cho luôn, cũng nha đó. Ừ. Cái này nhiêu ngực 93 đổ lại nha, 60k đen của Jockey đúng không, 45 Vivian Võ, 60k mã họa tiết nha, đừng làm mẹ phân tâm nữa con, còn mấy cái thì mẹ hốt hồ chót con ơi. Ngực 85 đổ lại cỡ tướng nữa kìa, ngực 85 đổ lại 45k mã hoa tím hoa vàng trên lối. Một em anh đã mo size S ngực 80 nha, đẹp trắng, 45k xeo bèo bé bèo, không có chỗ nhét mút, mã trắng họa tiết Champion không có chỗ nhét mút nè, 35k Vivian Võ, 45 cái này 35k nha, mã họa tiết tím đi, hoa tím bằng lăng, nhà bên đang đón nhau như tiền quên rồi, 45 của Thị Sen. Rồi Champion size S M nhỏ ngực 82 đổ lại rất là đẹp luôn, 45k luôn, dây nhợ lòng thòng đó, dây chữ ít nha, 45k mã chữ ít đi. Rồi một em cúp sexy nè, ngực 86 đổ lại nè, sexy. Nếu mà size M nhỏ nha, rồi 40k luôn quý vị ơi, mã chữ V đi. Một em này nữa nè, size S M nhỏ ngực 82 đổ lại nè, size 40 luôn nè, mã xanh. Rồi này size S luôn, xinh xẻo 81 đổ lại, chất đẹp cực kỳ, 40k luôn, quá nhanh quá nguy hiểm. Ô Đinh Minh Hằng, nay mới thấy em chữ ít nè, ít là nào, chữ ít là này phải không ta, a chữ ít nè, 45 mẹ là nam, mẹ nó cũng phải là nữ. Ờ mẹ là gì, mẹ là nam à, mẹ
cái này nãy nhiêu quên rồi, 40k Đinh Minh Hằng 45. Ở đây mã 40. Thôi đừng nói chuyện ồn lắm. Một cái này đẹp lắm nè. Size size M nhỏ. Ngực nếu mà cúp to to thì ngực tầm 85 đổ lại nha, còn cúp nhỏ nhỏ thì tầm 83 thôi. Rồi rồi chị nhớ rồi. Không có cái kẹp thì chị không có nhớ. Này 55k thôi nha. Đẹp. Một em sexy nè, hiệu giống như Reebok á. Ngực 86 đổ lại, có cái lỗ lỗ thông hơi nè. 45k luôn, mã đen. Rồi 40 của ai? Đinh Minh Hà. À, quên. Bước qua rồi đó. 40 của Vivian Võ nè, 40. Đây nè, còn mấy cái siêu phẩm nè, lấy hết luôn cho tôi, mơ mốt từ sau tôi nghỉ chơi cho tôi mệt quá. Ai lấy quần xì, quần lót gì không tôi bán luôn. Nè, quần kiểu nè. Cái 55 nào tình yêu. Ok, 55 nè, Đinh Minh Hằng. Nè, em này em gì? Adidas. Adidas nè, đẹp, lạ. Size M nhỏ, ngực 83 đổ lại, không có chỗ nhét mút nha, 55 hết rồi. Cái gì? 50, cái nào màu xám là 45 đó, 55. Anh này hiệu gì? Adidas đẹp xịn sò. Không có chỗ nhét mút nha, 80k. Màu này là màu gì tây đó. Màu tây, màu quỷ gì đó, kệ nó, mã 18 nha. Victor nè, chốt lầm, chốt lốn, chốt lỗi. Size S, ngực này 81 đổ lại, Victor xịn nha, tình yêu ơi. Bán xả 70k thôi nha. Ngực 81, 82 đổ lại nha. 70k lên mã B6. 18 Đinh Minh Hằng. 80k. Rồi, chốt lầm, chốt lốn tiếp tục. Victor luôn nha. Này size M. Ngực tầm 86 đổ lại nha. B6 Minh Hằng luôn, 70. Đây, ngực tầm 85, 86 nha. Sexy lắm, cũng Victor luôn nha quý vị. Còn đủ tem nha. Rồi em này 70 luôn nha, sexy nè. 70 lên mã 00 nè, Puma rồi nè, mới chát luôn. Mình giấu luôn đó. Size M nhỏ, ngực 80 M lớn chứ. Này chuẩn M đi, ngực 86 đổ lại nha. Con Puma này nó bóng luôn nha. Mã 00. Đó, Puma bóng luôn, em này 90 nha quý vị ơi. 90 lên mã B11. Hiệu Cham nè, loan. Ngực size M lớn, ngực 87 đổ lại. Chị ơi, cái lên mã 11 dùm cho em, 90k, ngực 87 đổ lại nha, rất là đẹp. Rồi em này 65k lên mã A0. Ok, cỏ dại 90, con này đẹp lắm nè. Ha ha ha, Lulu nè. Tại vì tôi có bỏ quên nguyên một bịch, gọi là bịch hiệu luôn mà quên. Đây, cái hiệu này nó nổi lên luôn nha quý vị. Nó nổi lên luôn mà nó mới lắm, mới luôn nha. Size M nhỏ, ngực 83 đổ lại. Này trời thương, đang thấy em bị lỗ cái kiện quần quá. Trời thương, móc ra cho một bịch hiệu mà quên. Ngực tầm 83, 84 đổ lại nha. Em này 150k nha các tình yêu ơi. Nó mới cực kỳ mới nha. 150k lên mã. Sao nhiều B6 vậy trời. Mã 27 nha, 27. Rồi tiếp em Victor nữa nè. Cái này là bị sót á. Sót cái bịch. Size SM nhỏ, ngực 80 83 đổ lại nè. 27 Mèo La. Ô kìa, ai như Mèo La đã chốt được con Lulu rồi. Mèo La 150. Victor xịn nè tình yêu ơi. Ngực 83 đổ lại nè, mà sao không có chỗ nhét mút nha. Này kẹt tiền để em này bán này là giống như titan vậy, nó bóng hới vậy nha.
Rồi này 90k luôn, 90k lên mã B627 hết rồi tình yêu ơi. Nó này làm dắt hết máu rồi nghỉ đó. Victor nữa nha. Đây Victor nè, này tầm size L nha. Không M thôi. M lớn, L nhỏ, ngực 90 đổ lại nó có cái lỗ lỗ lưới lưới thông hơi mát mát nha. B6 là nè. Ok, sang tình yêu đã hốt được con Victor 90. Cái này cũng Victor luôn nha, này size M L ngực 91. Cúp to to thì tầm 93 nha. Còn cúp nhỏ nhỏ 91 90 gì đó. Rồi em này 80k nha, 80k lên mã 27. Tiếp tục một con nai. Nai này size M. Này để S nhưng mà tầm M nhỏ. S nhưng mà tầm M nhỏ, ngược 83 đổ lại nha, 27 Yến Nhi Yoga. 80. Dạo này chị bỏ em lâu quá, dạo này em lên hiện hoài mà không thấy chị. Rồi nai là đẹp nha. 90k luôn nha các tình yêu ơi, lên mã size M nhỏ, ngực 83 đổ lại, mã B6. Sao có mấy mã trời. Này gì mà tôi cũng đem giấu nữa trời, có hiểu hiếu gì đâu. Giấu chi à? Giấu để nhai luôn gì. Size L ngực 91 đổ lại nè. Loang loang rất là đẹp. 45k. 45k mã mã 81 B6 cỏ dại nè, 90. Thấy chưa, không cần cầu, không cần ấy mà được. Không cần bon chen. Em đỉnh này để siêu phẩm nó mới bán mà thôi, ghép qua bán luôn, khỏi siêu. Size M nhỏ, ngực 82 đổ lại nè, nay rất là đẹp nha, không có chỗ nhét mút. Ngực 82 đổ lại nha các tình yêu. 90k luôn. Mã B11. 81 Hương Green. 45 Hương Rin mà chiều mẹ đọc thành Thương Bin. Tôi nói con mắt nó đuôi thấy sợ thiệt. Victor nữa nè. Victoria Secret ngực 84 đổ lại, không có chỗ nhét mút. Ở 45 có đơn rồi đúng không? Có đơn hồi chiều á. 90k luôn nha các tình yêu, đẹp lắm luôn nè. Lên mã 27. À, chị trời ơi, cái này là dính với chị thôi chứ không ai. Chứ này chị ơi, cái con binh này chị, ngực này tầm 96 đổ lại nè, size L nè chị. Trời ơi, con binh này sexy mà nó đẹp lộng lẫy luôn nè, mà không có ai hốt chứ. 11 Đinh Minh Hằng. 27 Minh Hằng. 11 là nào? Rồi hai em 90. Cái này nè, 90 hết. Màu em binh đẹp lắm. Chị Yoga, chị Yến Nhi ơi, còn không? Chị còn, chị hốt dùm cho em. Con này đẹp quá đẹp luôn chị. 120 thôi, 120k mã. Này size L nha, mã B6. Còn vít nhà em là vít bao la nè. Đó, vít nè, bơm đạn nhà em. Size M nhỏ, ngực 83 đổ lại thôi. Rồi con này em xe 60 nha. 60 B6 Yên Nhi. Đúng rồi. 60 lên mã 81 nha. B6 có người chốt trước nè, Yên Nhi nè. 120 gì? Hết này nữa nghỉ rồi, dắt máu tim em. 60k thôi, sale một cái giá bèo Victor xịn nha. Tiếp một con Victor nữa nè. 81 Lưu Diễm nè, tuột giá nè. Lưu Diễm có đơn không? Có đơn cũ. Nhiều. 60. Rồi em này Victor luôn nha. Size M nhỏ ngực 83 luôn, 70k. Trời ơi. 70k ngực 83 đổ lại nè. 70k lên mã. Lên mã tiếp tục. Có mấy cây. Mã 27 nha. Mèo la em đặt thuộc cái của chị, cái mã chị chưa. Size ML
ML ngược 90 đổ lại 65k. Rồi họa tiết đẹp ghê chưa. B6 nó nằm đây. Và mã 86 27 Mỹ Uyên. Mai Bùi chậm rồi. Ráng chừa cho Mai Bùi cái coi. Cho nhiều nhiều đơn coi. 70 Victor nữa nè. Size SM nhỏ ngược 83 đổ lại 70k luôn nha. Nó để in cái chữ ở ngoài luôn nè. B6 chị được không? Không được chị Thương Rin ơi. Bên đây chị Yến Nhi được rồi đó. Khoái mã Q2 Q5 đi cho nó nhiều. Q2 Q5 bữa nay nó trốn nó mất tiêu trơn. Ai lấy luôn cái kẹp tôi rồi. Mã B11 70k nha. Ngực 83, 84 gì đó. M nhỏ thôi. Còn mấy cái em xem lại là em nghĩ như cái gì. Điều này đẹp nè. Size S B11 nè. Meola nè. 70k đó. Thấy không? Mai Bùi lên mạng chậm rồi đó. Mỹ Uyên chậm luôn. Size SM nhỏ nè. Size SM nhỏ ngực 83 đổ lại. Trời nó đẹp mới chát nha. 55k. Tiếp tục mã 18. Tự nhiên mình chừa mấy này là chi ta. Mấy này có xuất sắc vậy. À Lulu. Rồi này chỉ có chị Yến Nhi thôi. Lulu này chị thôi. Tầm size M lớn L nha. Không, tự nhiên vô hốt con ngon lành chị ơi. Xịn sò chị ơi. Size L ngược 95 đổ lại nha. Mới chát. Màu hồng nè. Ái Duyên 18 có chưa? 55k Ái Duyên nè. Cha Ái Duyên chị mới đi đơn em hôm qua. Lulu nè tình yêu ơi. Cái này tầm size 8 size 10 gì đó. Tầm size L nha. Ít khi nào có Lulu nào mà còn mạc chứ. Đẹp lắm chị ơi. 150k nha chị ơi. Chốt dùm cho em một con số 27. Cái đó hả 55. Victor nữa nè chị ơi. Tình yêu ơi. Victor em đem giấu. Size M nha. Ngực tầm 86 87 nha. 87 đổ lại nha. 27 với Nhi Yoga 150. Con này mới chát. Màu hồng nhạt nhạt phai. Ngực 87 đổ lại nè. Cái này dạng drop top luôn nha. Nè tem đầy đủ nha. Cái tình yêu 90k thôi. Sao rẻ dữ ta. Nó mịn như nhung. Rẻ quá để ăn đi chị ơi. Mã 18 nha. Mấy đứa nó nói gì đó. Rẻ quá chị để chị ăn đi chị đừng có bán. Size M nhỏ ngược 84 đổ lại nè. Hiệu Champion màu hồng quá xuất sắc. Xuất sắc 65k. Mã B11. Một cái này xuất sắc luôn nè. Size M lớn. Mút liền. Cái này của ai nè? Nguyễn gì nè? Nguyễn Hồng Đào gì nè? Không có bơm. Size M lớn ngực 87 đổ lại mút liền luôn 50k. B1165 nè của Mai Bùi. Trời ơi cưng quá mới được cái. Mã gì? Mã trắng đi 50k. Rồi Victor nữa nè chị ơi. Chị ơi Victor nè chị ơi. Victor xịn sò nè. Màu rêu nè. Size ML nha 55k. Rất là đẹp. Lưới này mới tinh nha. Cái này vô store mua là 995k nha. Em bán có 55k thôi. Bằng cái con số đuôi thôi nha. Rồi lên mã. Lên mã 18 dùm cho em nha. Em còn con Lulu nữa nè. Trời ơi. Sao Lulu còn nhiều thế. Trắng 50. Nguyễn Phương Hà. Rồi màu em sexy nữa nè. 35k. Size M nhỏ thôi. 83, 84. Cúp A, cúp... Trời. Xin lỗi tình yêu Victor hả? Không phải. Victor nhái. Victor fake. 35k. Trời tưởng Victor. Ngon rồi. Mỹ Liên cưới hỏi 55. D
Rồi cái này Mỹ Liên cưới hỏi 35k. Size S nè, nó để size S này tầm cúp A mặt đẹp, ngực tầm 84 đổ lại nha, 35 lên mã 35 đi. Ồ, còn con Lulu nè. Chị con rêu rồi, ok rồi chị Mỹ Liên cưới hỏi ơi. Con Lulu size S nè, các tình yêu ơi không có chỗ nhét mút nha. Làm cúp này rất là đẹp nè. Nè, móc cài vô. Rồi. Em này 120 thôi nha quý vị. Đặc biệt màu đen đen bán rẻ 120k lên mã B11. Rồi hết máu rồi nha. Con này nữa là hết luôn, hiểu gì nè. Size M nè. Hết quần rồi chị. Còn quần mà em hết giờ lên thì em nghỉ. Size M ngực này tầm 87 đổ lại 87-88 nha, M lớn. Rất là đẹp. Kiểu đẹp quá nha. Mỹ Uyên 120. Đó là không biết. Coi lại 11 hết rồi tình yêu ơi. Mỹ Liên cưới hỏi à, có con đỏ tầm còn ở có luôn. Cái này gì cái gì cái gì ngực 87 đổ lại nè, hiệu hiệu xịn sò luôn, 70k nha. Sexy Mỹ Uyên 70k lên mã xanh giùm cho em. Đây, hốt giùm em con đỏ này size 65kg đi. Nó đẹp quá trời, có 55k. Đó. Đây, 55k nha. Tình yêu hốt liền giùm cho em. Lên mã, mã đỏ nè. Xanh, Đinh Minh Hằng 70. Rồi, hết máu, nghỉ nha. Lên 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 đỏ đỏ bởi vì em hợp với áo à, lên quần em méo không có vô miếng nào chứ, quần lần nào cũng hả khui xong là toàn là màu đen size bự. Rồi thêm nữa là quần ống suông, quần lưng bự. Rồi gì nữa không tình yêu, màu đỏ kìa tình yêu, hốt đi tình yêu. Rồi em nghỉ nha, ai có đơn nhớ inbox dùm cho em, trưa mai mới check inbox nha. Chị thích màu tươi á hả? Màu tươi size L phải không? Cuối cùng size L mà màu tươi còn cả đóng đây mà chưa có like nè, mấy hàng thường thường. Em không biết nữa chị ơi, giờ em hết lục nổi rồi. Đỏ đô đẹp mà. Ở đây dính cây kẹp. Chứ em không kiếm được cái màu đỏ cho chị rồi đó. À, em nghĩ nha. Đây còn con gì đây? Ủa nãy giờ tình yêu, mấy tình yêu nhỏ nhỏ có coi con Lulu này không? 100 mấy nè, hốt đi các tình yêu. Trời ơi, con tem này còn mới cứng nè, các tình yêu thấy chưa? Size này size S nha, eo 68 đổ lại. Tem mới cứng luôn, trời cái quần, cái váy này đi nhảy đồ cũng được nè. Đi múa cột, múa bụng đồ được hết nha. Mặc che bụng, che đít, che mông đồ được hết. 190k, còn ai hốt cái gúi cho em đi. Cái cuối 190k mã Lulu đi. Cho chị con Hồng Viện Ghi kia là cái gì? Con Hồng Viện Ghi. Nói chung màu thì có đó mà nhiều khi không đúng sai. Không đúng sai là không có được. Hai L 90 quên 965kg nha. Cái này được không ta? Này ngực chín mấy thôi nha. Này ngực 95 thôi nha. Em chẳng biết số ký đâu. Coi theo cái số đo là ok nhất. Tại vì có người 60 ký nhưng mà ngực họ có 90, hoặc là có người 55 ký mà ngực họ 95. Tùy ha. Rồi con này nhiêu nãy nhiêu? 60k. 60k ngực này 95 đổ lại, coi dáng tốt hiệu Champion. Loan loan đẹp không?
Rồi lấy thì hốt giùm cho em. Rang ép nhỏ hả em? Rang nhiều lắm. Mà tại vì chị không móc cái rang ra, mặt mình dài được nổi quá. Rang không? Lên ít cái rang rồi đi ngủ. Víu gì không? Áo víu áo ngực gì không? Rồi lấy nè, 60k nè. Mỹ Liên cưới hỏi. Áo ren nè. 25k. 25k size L. Áo ren 25k size L mã đỏ đô đi. Áo ống 5k. 5k mã số 5 size S. Em này size L nữa nè, 25k nè, mã ren đen đi. Một em này hiệu gì đó. Hiệu Binh luôn nè. Hiệu Binh luôn nè. Size L luôn nha. Đẹp không? 25k luôn mã họa tiết đi. Lên vài cái nữa rồi. Nghĩ. Kiểu này nè, dễ thương nè, sexy nè, size S nè. Ôi ơi, lạ, đẹp độc lạ, 25k nè. 25k mã S. Em này kiểu như áo rub top vậy ta. Size S UK2 là gì, size gì? Này mặc kiểu nha, CSM gì đó, ngực 83, 84, 85, 86 gì đó mặc cũng được. Không có chỗ nhét mút nha. 30k, 30k mã sọc. Thêm em sọc nữa nè. 20k. 20k SM gì đều được nha. Mã dây. S nè, Hiền Dương. 25. Để đây đi. Cái kiểu này là áo gì chẳng biết, áo gì size S nè. 20k là bóng. Cái nước gì? Cái ly trắng được hả? Ai biết, bữa giờ cô uống đâu. Cái này nó để size M nha, của Body By gì nè. Size M nhưng mà cái này mặc như áo kiểu rub top, không có chỗ nhét mút nha. 30k mới tin luôn. Mã ngôi sao đi. Áo ống size L luôn nè, 10k mã ống. Rồi tiếp này gì, size L luôn nè, như là băng quấn vậy đó. Cái đó Hiền Dương đó, dục vô cái rổ trên đó có kìa. Băng quấn nè, 30k luôn nè, size L nha. Còn em này S nè, yếm nè. Hiền Dương đó, cái rổ đỏ đỏ thôi, ngay cái đó đó, ngay cái cầu thang. Rồi 25k luôn. Mã yếm đi. Em này là gì đây? Áo rub top nè. Như cái yếm luôn. Không có chỗ nhét mút nha. Này 20k mã gì? Mã F21. Tiếp tục. Trời ơi. Nhí nhí, 20k mã đen. Size F. Một tiếp tục một cái ống. Một cái dây te tua. Dây bị đứt rồi nha, cái này cái như là không có dây đi. Rồi cái này ai lấy tặng luôn đi nha. Đứt dây rồi, lên mã tặng. F21. Yếm là của Mai Bùi. Linh Phạm ơi, chưa có đơn, mình để cho F21 cho Mai Bùi luôn nha. Yếm 25 nè. F21 20 nè. 25 20. Tặng là Mỹ Liên cưới hỏi. Em Facebook Tống Nhi với hả? À. Vậy là F21 cho Tống Nhi 20k, cái kia Mai Bùi.
Tưởng đây em mới vô chị nghỉ rồi nên chị không chốt. Ừ rồi em này đẹp. Ôi cha, nó bị lòi hai cái cọng này nè. Mai bùi nhiêu? Mai bùi 25. À tặng này của Mỹ Liên cưới hỏi. Yếm hết rồi chị ơi. Mỹ Liên cưới hỏi. Rồi lên cái này, cái này nó bị lòi hai cái cây này lên nè. Tặng luôn đi nha. Rồi tặng size M nè, lên mã đen. Cái tên này là cái gì nè? Tống Nhi hay là gì? Ờ Tống Nhi, nãy cái Tống Nhi có một cái ở đây hay gì nè. Hay là nãy con để Tống Nhi nãy nhớ có một cái á. Này cái gì nè. Lê gì. Trời ơi, viết xong không biết tên luôn á. Lê gì á. Lê gì. Lê gì hả, chịu có một cái. Đó ghi Tống Nhi đi. Tống Nhi à, đen. Đen là của Thanh Hằng Phan nè. Ủa mà chị chưa có đơn. Chị chưa có đơn, em để đen cho Hiền Dương nha. Con ren đỏ. Con ren đỏ ở dưới chồng áo đó. Con ren đỏ nào chị? Con này đâu phải con ren đỏ. Con này na Adidas mà nó size S thôi. Cái đó tặng đó cho Hiền Dương đi. Rồi cái này size S nè, cột dây lên nè. Đó, em này à. Ủa chiều giờ là em chưa có đơn phải không? Nó để sao mờ ta. S thôi nha. 25k luôn, mã sọc. Mã sọc nha. Chưa em chưa gửi. Trời đất ơi, Victor tôi nhét vô đây làm gì? Victoria xịn size M lớn. M lớn L nhỏ ngực 90 nha. Sao tự nhiên mình nhét vô đây chi ta? 70k. Victor xịn nha, ngực 90 đổ lại 70k. Mã 70. Không có bộ cọc tình yêu ơi. Sọc nè 25. Thanh Hằng Phan. Để đây đi. Ôi đồ em nhét tùm lum hết trơn quý vị. Rồi này 20k size ML mã dày. Không có ren nào hết chị ơi. Rồi một em này con F21 hay gì nè. Hiệu gì chả biết luôn. Đen đơn, dồn đơn, ok. Cái này 25k luôn nha. Mã nút đi. Tiếp tục em này là kiểu gì, xinh xinh xẻo xẻo 20k mã dừa. Không có mốt nha. Không có mốt, size M. Dây kéo 20. Dòi. Dòi hết dòi đó. Này áo ống 5k size L. Mã ống. Nè quần lót nè, kiểu nịch bụng nè. Trời ơi đẹp không. Ai lấy tặng luôn mã lót. Này nịch luôn cái bụng này ta. Hiệu Arie luôn đó nha. Hiệu xịn đó nha. Rồi em hết nha, em nghỉ nha. Cái này hồi chiều một ai đó. Ai đó tên gì quên mất cha nữa. Mẹ viết xong mày chả nhớ đó. Lê gì. À gì Bella gì đó. Linh Phạm. Lê Bella. Ly Bella. Đúng rồi đó, lấy một cái đó. Rồi lót cho Linh Phạm là gì, tống gì đó. Tống Nhi, rồi hết, nghỉ. Năm. Thôi rách này. Rồi rách rồi bấm hồng đi tặng nha. Trời ơi, cái áo ống. Xong. Còn một cái cuối cùng. Tặng ai đây? Áo ống mà nó bị xích chỉ.
áo ống sức chỉ đường ta, màu hồng hồng. À, cái con ren này hả chị, 25k phải không? Con màu tím tím này đúng không? Đúng, ok dùm cho em nha chị Mỹ Liên cưới hỏi. 25k. Rồi còn mấy cái khác không có con nào ren hết. Rồi uống nước. Tướng ngồi bá đạo. Rồi ok chị. Ờ cái này màu màu tím tím đỏ đỏ chứ không mà. Đỏ đô đi, đỏ quyết, đỏ bầm. Rồi xong em nghỉ nha. Bye bye 7.000 bạn đã ở lại đây với em. Chúc cả nhà ngủ ngon.